Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1, ai dám đụng đến em gái ta? Thanh Thành, từ đường nhà họ Diệp. Kính thưa tổ tiên trên cao, Diệp Huyên không tài không đức, phế truất khỏi vị trí thế tử. Từ giờ trở đi sẽ do Diệp Lang thừa kế. Một ông lão khoác áo bào đen rì rầm. Phía sau lưng cách ông ta không xa là một thiếu niên với nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, chính là Diệp Lang. Hai bên ông ta là tất cả các trưởng lão trong phủ nhà họ Diệp. Tại sao? Bỗng một giọng nói pha chút sợ sệt vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé tầm 12, 13 tuổi đang đứng trước cửa từ đường. Hai bàn tay nhỏ của cô bé siết chặt lấy góc váy, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông vừa yếu ớt lại còn mang theo vẻ khiếp đảm. Cô bé này chính là Diệp Liên, em ruột của Diệp Huyên. Khi biết tin gia tộc muốn phế truất anh trai, cô bé tuy đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không màng tất cả mà chạy đến. Lão già áo đen cau mày, Diệp Liên, ngươi đang làm gì? Cô bé khom mình thi lễ với những người trong từ đường, run rẩy đáp, thưa đại trưởng lão, đại ca Diệp Huyên vẫn là thế tử, vì sao người lại phế huynh ấy? Đại trưởng lão lạnh lùng chừng cô bé, đây là chuyện hệ trọng của gia tộc, ngươi xen mồm vào làm gì? Đi xuống. Diệp Liên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta nhưng không những không rời đi mà còn bước vào từ đường, lại thi lễ với các trưởng lão đứng hai bên, các vị trưởng lão, đại ca của con đang liều mạng tranh giành quyền khai thác mỏ ở Nam Sơn với nhà họ Lý, hiện giờ sống chết không rõ. Vậy mà gia tộc lại muốn phế truất huynh ấy dù không có chứng cứ, thật sự không công bằng. Hỗn láo. Đại trưởng lão cả giận quát lên, việc chúng ta phế truất hắn không có chỗ cho con oát miệng còn hôi sữa như ngươi ý kiến. Người đâu, kéo nó xuống cho ta. Bỗng, thế tử vừa nhậm chức Diệp Lang bật cười, nên phạt 30 trượng để cảnh cáo mới phải. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, vậy thì phạt 30 trượng. Hai gã thị vệ trong phủ nhanh chóng vọt vào. Diệp Liên siết chặt nắm tay, thốt lên với vẻ căm giận, không công bằng. Đại ca con vào sinh ra tử nhiều năm qua vì gia tộc, giờ phút này vẫn liều mạng vì gia tộc. Gia tộc làm như vậy là bất công với huynh ấy. Một trong hai gã thị vệ vừa liếc mắt thấy Diệp Lang thì biết cơ hội để thể hiện đã tới, bèn cười gằn, Diệp Lang thiếu gia kế thừa vị trí thế tử là hy vọng của mọi người, ngươi ồn ào cái gì? Bàn tay gã vung lên, giáng thật mạnh vào Diệp Liên. Chát! Gò má phải của cô bé sưng tấy lên sau âm thanh lanh lảnh ấy, nhưng cô bé chỉ đưa tay lên bụng lại, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Diệp Lang quan sát gã thị vệ trong chốc lát, chợt cười hỏi, ngươi tên gì? Thị vệ vội vàng hành lễ, thuộc hạ Trương Mộc, tham kiến thế tử. Diệp Lang gật gù tán thưởng, ngươi khá đấy. Ta đây làm thế tử cần 10 cận vệ theo bên mình, ngươi làm một trong số đó đi. Trương Mộc nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, khom lưng thật sâu, thuộc hạ nguyện vào nước sôi lửa bỏng vì thế tử, chết cũng không từ. Diệp Lang khẽ gật đầu, kéo nó xuống đi. Làm loạn nơi từ đường là tội không thể tha, hiểu chứ? Thấy sát ý nổi lên trong mắt hắn ta, Trương Mộc lập tức hiểu ý, bèn tóm lấy tóc Diệp Liên lôi cô bé ra ngoài, rồi không biết nhìn thấy gì mà khựng bước. Những người khác cũng đồng loạt nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, một thiếu niên với bộ trang phục bó sát rách dưới rướm máu đang chậm rãi đi về phía từ đường. Người này không ai khác ngoài người vừa trở về từ Nam Sơn, Diệp Huyên. Thấy hắn đi đến, khóe môi Diệp Lang cong lên thành một nụ cười tăm tối. Những trưởng lão khác thì không ngừng nhíu mày. Đại trưởng lão nheo mắt lại, sắc mặt âm u đến đáng sợ, không rõ đang nghĩ gì trong đầu. Nhìn thấy Trương Mộc nắm tóc Diệp Liên, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên dữ tợn, ai cho ngươi lá gan đụng vào em gái ta. Trương Mộc nhắc thấy hắn thì biến sắc, vội vàng liếc nhìn Diệp Lang. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyên như con hổ dữ vồ đến, nắm tay nện thẳng vào mặt gã, không cho gã chút thời gian phản ứng nào. Búp! Trương Mộc nổ đom đóm mắt, cả người nghiêng ngả như sắp đổ, nhưng Diệp Huyên không dừng lại ở đó. Thấy hắn còn muốn nhào tới, Diệp Lang tức tối quát lên, Diệp Huyên. Hắn là người của ta, ngươi dám ư? Diệp Huyên đã tống một cú đá vào giữa ngực Trương Mộc, khiến gã quẹ ra một mồm đầy máu. Sắc mặt Diệp Lang khó coi vô cùng. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, gần giọng hỏi, người của ngươi. Không đợi hắn ta trả lời, chân hắn đã giẫm mạnh xuống mặt Trương Mộc. Biến nó thành một cục thịt máu me nhảy nhụa trong trước mắt, khiến gã rên lên đứt quãng thế tử, cứu. Cứu ta. Diệp Huyên bỏ ngoài tai những lời ấy, đi đến trước mặt Diệp Liên. Lòng hắn cuộn lại khi thấy tình trạng của em gái,
hai tay siết chặt, cả người khẽ run. Những giọt lệ nơi khóe mắt Diệp Liên cuối cùng cũng trào ra khi thấy anh trai, đại ca, muội đau quá. Gương mặt Diệp Huyên nhăn lại đầy hung tợn. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại vọt đến trước mặt Trương Mộc, chân vung lên. Rốp! Đầu gã nứt toác ra khi tiếp xúc với thềm đá, máu tươi phun như suối. Những người khác chứng kiến việc này đều dại ra. Diệp Huyên vẫn không dừng lại ở đó. Hắn quắc mắt chừng Diệp Lang, đanh dòng hỏi, đến em gái ta mà ngươi cũng dám động. Ta làm thịt cả lò nhà ngươi. Lời vừa dứt, hắn đã xông tới. Đại trưởng lão đang đứng trong từ đường bỗng biến sắc, làm càn. Mũi chân ông ta chỉ mới gõ nhẹ xuống mặt đất thôi mà cả người đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tung ra một trưởng mãnh liệt như cuồng phong gào thét. Diệp Huyên nhe răng đầy dọa nạt. Tay phải hắn nắm thành quyền khiến ống tay áo lập tức nát bươm, sau đó nắm đấm trực tiếp đón lấy bàn tay đại trưởng lão. Duỳnh! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khi đấm chạm trưởng. Diệp Huyên bị đẩy ngược về cửa từ đường, đại trưởng lão cũng phải lùi về sau mấy bước. Những người khác không khỏi líu lưỡi. Ở Thanh Châu, võ giả được chia làm thối thể cảnh cấp 1, luyện lực cảnh cấp 2, nội tráng cảnh cấp 3, kiêm tu cảnh cấp 4, bất tức cảnh cấp 5, khí biến cảnh cấp 6, trên nữa là ngự khí cảnh. Đại trưởng lão đang ở ngự khí cảnh, vậy mà Diệp Huyên ở bất tức cảnh cấp 5. Thua ông ta tận hai cảnh giới lớn lại chỉ hơi rơi vào thế yếu mà thôi. Đại trưởng lão hãi hùng. Ông ta biết Diệp Huyên sở hữu thiên phú cao ngút trời, là thế tử được phủ nhà họ Diệp tập trung bồi dưỡng, hàng năm đều tử chiến vì gia tộc, nhưng ông ta cũng không ngờ sức mạnh của hắn lại cao đến ngần này. Đủ lông đủ cánh rồi. Nghĩ vậy, sát ý trong mắt ông ta lại càng dày thêm, nhìn chòng chọc Diệp Huyên, ngươi dám tấn công thế tử trước mặt mọi người ư? Diệp Huyên nghe vậy thì chau mày, thế tử. Đại trưởng lão cười nhạt, à, chúng ta vẫn chưa thông báo nhỉ. Ngươi đã bị phế truất khỏi vị trí thế tử. Từ giờ phút này trở đi, vị trí ấy thuộc về Diệp Lang. Diệp Huyên nheo mắt, ta bị phế truất khỏi vị trí thế tử. Đại trưởng lão lạnh lùng đáp, tất cả các trưởng lão đều nhất trí. Diệp Huyên cười gằn, ta ở ngoài liều sống liều chết, các ngươi lại dám phế truất ta. Đại trưởng lão cười mỉa. Chỉ vào Diệp Lang đứng cách đó không xa, ngươi có biết hắn là ai không? Không đợi Diệp Huyên lên tiếng, ông ta đã tiếp lời, Diệp Lang chính là thiên tuyển nhân vừa thức tỉnh. Diệp Huyên nghịch mặt, thiên tuyển nhân là cái gì? Chương 2, giam trời, giam đất, giam chư thiên thần ma. Thiên tuyển nhân chính là người được trời chọn. Trên thanh thương giới này có một nhóm người nọ, họ trải qua cuộc sống hoàn toàn tầm thường khi còn trẻ. Nhưng vào một lúc nào đó sẽ đột nhiên, thức tỉnh, trở thành một người hoàn toàn khác. Khi ấy, tốc độ tu luyện của họ không chỉ tăng lên gấp bội mà còn nhận được vô số kỳ ngộ không đếm xuể, không khác gì con cưng của đất trời. Thanh thương giới chia làm ba châu lớn, trong đó nơi Diệp Huyên đang ở là Khương Quốc, một trong mấy trăm quốc gia lớn nhỏ ở Thanh Châu. Suốt mấy chục năm qua, số lượng thiên tuyển nhân ở đất nước này không vượt quá hai bàn tay, mà tất cả những người ấy về sau đều xưng hùng xưng bá một phương. Hai tay Diệp Huyên chậm rãi nắm lại. Hắn biết nhà họ Diệp không chỉ muốn từ bỏ hắn mà còn muốn giết hắn. Bỗng nhiên dòng Diệp Lang vang lên, các vị trưởng lão, Diệp Huyên giết người giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn dám ra tay với đại trưởng lão, theo luật gia tộc thì nên xử thế nào? Thấy mọi người nhìn sang, hắn ta khinh miệt cười, hẳn là bị đánh chết, đúng chứ? Mấy vị trưởng lão rối rít gật đầu, hiển nhiên không dám làm phật ý Diệp Lang. Bởi vì hắn ta không chỉ là thiên tuyển nhân mà còn là cháu đích tôn của đại trưởng lão nữa. Đôi mắt lạnh lẽo của đại trưởng lão lướt qua Diệp Huyên, người đâu? Mấy chục tên thị vệ rầm rập chạy đến từ bên ngoài từ đường. Nhưng Diệp Huyên đã lên tiếng, phủ nhà họ Diệp có một quy tắc, để khiến đồng tộc tâm phục khẩu phục, thế tử không được phép cự tuyệt bất kỳ lời khiêu chiến nào từ người thuộc thế hệ trẻ. Hắn nhìn xoáy vào Diệp Lang, ta khiêu chiến ngươi. Đôi mắt Diệp Lang nheo lại. Môi mỉm cười, khiêu chiến. Được thôi, nhưng ngươi có dám đấu ở sinh tử đài không? Sinh tử đài. Tiếng gì rầm vang lên. Trong nội bộ nhà họ Diệp, khi xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, các bên có thể lựa chọn giải quyết trên sinh tử đài. Một khi đặt chân lên ấy, sống chết thế nào do bản thân quyết định. Diệp Huyên khẽ cười, được, sinh tử đài. Nhưng Diệp Lang lại lắc đầu, một tháng sau là lúc tộc trưởng xuất quan. Khi ấy ngươi ta cùng lên sinh tử đài, nhờ ngài ấy làm chứng để ngươi không thể vu cho ta hãm hại ngươi.
Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi đáp, được. Đoạn hắn không đôi co gì nữa, bế lấy Diệp Liên rời khỏi từ đường. Nhìn bóng dáng hai anh em dần đi xa, đại trưởng lão nói với Diệp Lang, hắn hàng năm liều chết ở bên ngoài, sức mạnh không phải hạng xoàng, cháu có chắc thắng không? Khóe môi Diệp Lang cong cớn lên, sát ý trong mắt hiện rõ mồn một, cháu chỉ vừa mới thức tỉnh, thần hồn và thể xác còn chưa dung hợp hoàn toàn, bằng không đã có thể giết hắn dễ như giết một con kiến. Một tháng sau, thanh thành này tuyệt đối sẽ không có ai làm đối thủ của Diệp Lang cháu. Đại trưởng lão nghe vậy thì gật gù cười, rất tốt. Rồi ông ta nhỏ giọng dặn dò một vị trưởng lão khác đứng gần đó, người được ta phái đi Nam Sơn đã không trở lại, mà sắc mặt Diệp Huyên cũng trắng bệch bất thường. Diệp Khổ, ngươi đi điều tra xem hắn đã gặp chuyện gì ở nơi đó. Trưởng lão kia gật đầu rồi rời đi. Diệp Huyên bế Diệp Liên trở về căn phòng trong khoảnh sân nhỏ, nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường, đưa tay vuốt ve gò má hãy còn sưng, dịu dàng hỏi có đau không. Diệp Liên gạt nước mắt trên mặt đi, không ạ, muội không đau. Đại ca, bọn họ có quyền gì mà phế truất vị trí thế tử của huynh? Huynh đã bán mạng vì gia tộc cơ mà. Diệp Lang kia có là thiên tuyển nhân thì cũng có quyền gì mà phế huynh đi. Thật sự là quá bất công. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, không có gì bất công cả, lần này là ta vô dụng, không thể bảo vệ muội nên mới để muội bị đánh. Diệp Liên lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại chảy ra, là muội vô dụng. Đã không thể giúp được huynh mà chỉ biết làm gánh nặng. Diệp Huyên khẽ cười, chạm nhẹ lên chóp mũi cô bé, ngốc quá, ta là đại ca, bảo vệ muội là lẽ thường tình, có hiểu không? Diệp Liên kiếng chân thơm một cái lên má anh trai, nghiêm túc hứa hẹn, đại ca, khi nào hết bệnh rồi muội cũng sẽ tu luyện để có thể bảo vệ huynh. Diệp Huyên cười ra tiếng, xoa đầu cô bé, được, đại ca hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho muội. Đã trễ lắm rồi, đi ngủ thôi. Diệp Liên gật đầu, muội muốn nghe kể chuyện cơ. Diệp Huyên cười cười, đoạn bắt đầu trước kia có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một. Diệp Liên nguýt hắn, đại ca kể chuyện này bao nhiêu năm rồi ấy, nhưng mà muội vẫn thích nghe. Nửa tiếng sau, Diệp Liên đã yên giấc. Diệp Huyên kéo chăn lên cho cô bé rồi lặng lẽ ngồi một bên trên nền đất. Hắn đưa tay vén áo choàng lên, để lộ một vết sẹo dài vắt ngang nơi bụng, bên trong vẫn còn đang rỉ máu. Vì tranh giành quyền sở hữu ngọn núi khoáng kia, hắn đã lao vào quần ẩu với 12 người họ Lý đến đổ máu, sau đó bị người đánh lén trong một giây lơ là. Tuy hắn giết được kẻ kia nhưng cũng ăn một đao vào đan điền. Kết quả, đan điền của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn. Đôi mắt Diệp Huyên chậm rãi khép lại. Điều này có nghĩa là hắn chỉ có thể tu luyện thân xác, hơn nữa cũng không thể tu luyện thêm đến khí hư cảnh cấp 6 được. Mà không thể tu luyện chỉ là thứ yếu. Diệp Huyên nhìn vào Diệp Liên trên giường, tuy đã được đắp ba lớp chăn nhưng gương mặt vẫn trắng bệch lạnh lẽo. Chứng thương hàn. Diệp Liên bị khí lạnh xâm nhập từ khi còn nhỏ, sức khỏe vẫn luôn yếu ớt, nếu không nhờ Diệp Huyên liều mạng trở thành thế tử, lập được vô số công lao, được nhà họ Diệp đưa cho thuốc thang và đan dược thì cô bé đã sớm nhắm mắt xuôi tay rồi. Tay phải Diệp Huyên siết lại. Bây giờ hắn đã không còn là thế tử nữa, liệu gia tộc này có còn chịu cung cấp thuốc cho em hắn không? Hơn nữa, bệnh tình của Diệp Liên có dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, nếu muốn chữa khỏi chỉ còn cách đến Học viện Thương Mộc ở Đế Đô Khương Quốc, nơi tụ tập của những y sĩ tài ba nhất. Tuy nhiên, điều kiện để vào Học viện Thương Mộc là phải đạt đến ngự khí cảnh trước năm 18 tuổi. Diệp Huyên vốn có cơ hội, vì sinh nhật 18 tuổi của hắn còn nửa năm nữa mới đến, nhưng hiện giờ đan điền đã nát, mục tiêu ấy trở nên gần như bất khả thi. Nghĩ đến đây, hắn quay lại nhìn em gái đã rơi vào giấc mộng. Không sao hết, đại ca nhất định sẽ chữa bệnh cho muội. Một hồi sau, như nghĩ tới gì đó, hắn lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc nhẫn màu đen, vật được mẹ để lại cho hắn. Hắn đã không còn nhớ gì về người phụ nữ ấy nữa kể từ ngày bà bỏ đi năm hắn lên 10. Năm ấy, ở cổng sau phủ nhà họ Diệp, bà ôm ghì hắn vào lòng, hai mắt nhòa lệ. Đứng sau lưng bà không xa là một người đàn ông trung niên khoác áo bào đen dài. Nói ông ta đứng thì không hẳn. Phải là lơ lửng mới đúng. Trong ấn tượng của Diệp Huyên, ông ta đã nói thế này, tiểu thư, nếu người còn quyến luyến không đi, để tộc trưởng biết được sự tồn tại của thiếu gia mà nổi giận thì e rằng giới này sẽ gặp tai ương ngập đầu, thiếu gia cũng khó lòng sống sót. Nghe được những lời này, người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy Diệp Huyên ra, đặt chiếc nhẫn vào trong ngực áo hắn, Huyên Nhi, hãy chăm sóc Liên Nhi và bản thân thật tốt nhé.
Đừng hận mẹ. Dứt lời, bà đã xoay người đi cùng người đàn ông kia. Diệp Huyên ngẩn ngơ mất hồi lâu, sau đó bừng tỉnh mà điên cuồng đuổi theo. Tiếc rằng hắn không thể nào bắt kịp, bởi vì hai người kia đã bay đi. Hắn cứ thế mà đuổi hoài đuổi mãi, đến khi hai chân không thể chạy được nữa mới dừng lại. Người phụ nữ kia không một lần quay đầu lại, đã cùng người đàn ông kia biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên thu lại những hồi ức, tay phải siết lấy chiếc nhẫn. Vết thương trên tay hắn bị lực nắm mạnh làm cho vỡ ra, một giọt máu ứa ra thấm vào chiếc nhẫn đen, khiến nó bỗng nhiên chấn động dữ dội. Diệp Huyên hoảng hồn nhìn xuống. Đúng lúc ấy, chiếc nhẫn lại biến thành một tia chớp đen bắn vào giữa hai hàng mi. Trong nháy mắt, Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trong biển sao vô tận. Trước mặt hắn không xa là một tòa tháp đen 12 tầng đang lơ lửng giữa không trung, bốn phía của tòa tháp bị khóa lại bởi những sợi xích đen ngòm chằng chịt to như cột đình, trên đỉnh tháp là ba thanh kiếm được cắm hiên ngang. Cả tòa tháp tỏa ra vẻ u ám đen tối. Diệp Huyên ra sức vỗ về trái tim đang nảy lên thình thịch, nhìn vào phía trên lối vào tầng thứ nhất của tháp, nơi có khắc hai chữ giới ngục đỏ như máu. Hai bên lối vào là hai hàng chữ khác cũng được sơn màu đỏ thắm tựa như một cặp câu đối. Bên trái, giam trời, giam đất, giam chư thiên thần ma. Bên phải, cấm đạo, cấm mạng, cấm vạn giới nhân tiên. Nghe được những lời này, người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy Diệp Huyên ra, đặt chiếc nhẫn vào trong ngực áo hắn. Huyên nhi, hãy chăm sóc Liên nhi và bản thân thật tốt nhé. Đừng hận mẹ. Dứt lời, bà đã xoay người đi cùng người đàn ông kia. Diệp Huyên ngẩn ngơ mất hồi lâu, sau đó bừng tỉnh mà điên cuồng đuổi theo. Tiếc rằng hắn không thể nào bắt kịp, bởi vì hai người kia đã bay đi. Hắn cứ thế mà đuổi hoài đuổi mãi, đến khi hai chân không thể chạy được nữa mới dừng lại. Người phụ nữ kia không một lần quay đầu lại, đã cùng người đàn ông kia biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên thu lại những hồi ức, tay phải siết lấy chiếc nhẫn. Vết thương trên tay hắn bị lực nắm mạnh làm cho vỡ ra, một giọt máu ứa ra thấm vào chiếc nhẫn đen, khiến nó bỗng nhiên chấn động dữ dội. Diệp Huyên hoảng hồn nhìn xuống. Đúng lúc ấy, chiếc nhẫn lại biến thành một tia chớp đen bắn vào giữa hai hàng mi. Trong nháy mắt, Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trong biển sao vô tận. Trước mặt hắn không xa là một tòa tháp đen 12 tầng đang lơ lửng giữa không trung. Bốn phía của tòa tháp bị khóa lại bởi những sợi xích đen ngòm chằng chịt to như cột đình, trên đỉnh tháp là ba thanh kiếm được cắm hiên ngang. Cả tòa tháp tỏa ra vẻ u ám đen tối. Diệp Huyên ra sức vỗ về trái tim đang nảy lên thình thịch, nhìn vào phía trên lối vào tầng thứ nhất của tháp, nơi có khắc hai chữ giới ngục đỏ như máu. Hai bên lối vào là hai hàng chữ khác cũng được sơn màu đỏ thắm tựa như một cặp câu đối. Bên trái, giam trời, giam đất, giam chư thiên thần ma. Bên phải, cấm đạo, cấm mạng, cấm vạn giới nhân tiên. Chương 3, không có đan điền cũng học được ư. Nhìn ngọn tháp đen, Diệp Huyên vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi thứ trước mắt đã vượt qua nhận thức của hắn rồi. Một lát sau, hắn cố khiến mình bình tĩnh lại, hắn biết đây có thể là một cơ duyên, đương nhiên cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng Diệp Huyên vẫn chọn mở cửa tháp đi vào, nếu bây giờ bỏ đi, hắn chắc chắn không cam lòng. Sau khi đi vào, Diệp Huyên nhìn xung quanh, trên vách tường bốn phía vẽ đủ loại dị thú hắn chưa từng gặp, ngoài ra còn có một vài phù văn thần bí màu tím vàng, thậm chí còn có phù văn đang động đậy. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn chỗ cách mình không xa, một bộ xương khô ngồi xếp bằng ở đó, bên cạnh bộ xương khô là một thanh trường kiếm dựng thẳng. Diệp Huyên đưa mắt nhìn bộ xương khô kia, trên đó có một hàng chữ: ta là kiếm chủ thương giới, luyện kiếm từ năm 12 tuổi, 17 tuổi tu luyện xong. 21 tuổi không có đối thủ ở thương giới, 27 tuổi dùng kiếm phá tim, đạt thành tựu vô thượng trên kiếm đạo. Bị nhốt ở ngục này 1.200 năm, cố gắng cả đời cũng không thể ra khỏi tháp, hôm nay biết mình chết chắc, để lại truyền thừa, hy vọng có thể truyền lại cho người đến sau, nếu niệm tình xin chiếu cố đến thương kiếm tông. Kiếm chủ thương giới. Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ cả. Hắn rời mắt xuống. Bên dưới hàng chữ có để một viên ngọc to bằng nắm đấm. Đá truyền thừa. Máu huyết trong người Diệp Huyên bắt đầu sôi trào. Kiếm tu. Ở cả Thanh Châu có rất nhiều võ giả, nhưng lại có rất ít kiếm tu, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Vì nghe nói muốn trở thành kiếm tu phải có một vài linh căn đặc biệt. Mà hắn hoàn toàn không hiểu gì về linh căn, chỉ biết là thứ này rất hiếm có. Diệp Huyên theo bản năng muốn đi qua cầm lấy.
nhưng hắn vừa mới đi đến đã có một sức mạnh vô hình chặn hắn lại, khiến hắn không thể đi vào. Diệp Huyên sửng sốt. Không đi qua được. Mới đến à. Lúc này, một giọng nữ vang lên. Diệp Huyên bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm giật mình, hắn liên tục lùi về sau mấy bước, nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả. Nghe lầm rồi. Trong đầu Diệp Huyên vừa mới có suy nghĩ này thì giọng nói đó lại vang lên, giới này ai làm chủ thiên đạo? Diệp Huyên sửng sốt, thiên đạo? Đó là cái gì? Im lặng một lúc, giọng nói kia lại vang lên, sao lại yếu thế? Không đúng, ngươi không phải bị nhốt vào đây. Diệp Huyên nghe mà chẳng hiểu gì. Lúc này, cô gái bí ẩn kia hơi ngạc nhiên nói, đạo thể trời sinh thì thôi đi, còn có linh căn hai tầng. Hai người trong cùng một thân thể, chẳng trách tháp giới ngục này lại chọn ngươi. Đạo thể trời sinh, linh căn hai tầng. Diệp Huyên vô cùng khó hiểu, tiền bối, người là. Cô gái nói, ngươi đã trưởng thành rồi, ít nhất cũng phải là thông u cảnh, vậy sao lại yếu vậy? Hơn nữa căn cơ còn tệ như thế, thật sự quá khó coi. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn đột nhiên hỏi, ngươi tu luyện bằng cách nào? Diệp Huyên chần chừ một lát rồi nói. Là nằm sấp, vác vật nặng chạy cự ly dài, đánh nhau. Cô gái bí ẩn lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sống ở thời nguyên thủy? Sao còn sử dụng cách tu luyện lạc hậu thế, đùng là lãng phí thể chất của ngươi? Lãng phí linh căn của ngươi? Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, người của Thanh Thành ta đều tu luyện như thế. Cô gái im lặng. Diệp Huyên hơi cạn lời, hắn nhìn khắp xung quanh, vẫn không thấy ai cả. Nơi này đâu đâu cũng có vẻ kỳ lạ. Thấy cô gái kia không nói nữa, hắn lại đưa mắt nhìn về phía đá truyền thừa cách đó không xa kia, không hề giấu đi sự nồng nhiệt trong mắt. Ngươi muốn học kiếm, cô gái bí ẩn đột nhiên hỏi. Diệp Huyên vội gật đầu, muốn. Ai không muốn ngự kiếm giữa trời, nhìn xuống thế gian chứ? Cô gái nói, đan điền của ngươi đã vỡ nát, ngươi không thể tu luyện truyền thừa của kiếm tu trước mặt này. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên u ám. Đan điền vỡ rồi. Đừng nói là kiếm tu, dù muốn trở thành võ giả bình thường thì hắn cũng không có cơ hội. Bây giờ, hắn chỉ có thể xem như người luyện võ thôi. Đúng lúc này, cô gái bí ẩn kia đột nhiên bảo, như này thì sao, cách tu luyện kiếm đạo này của ta không giống những cái khác, ngươi có học không? Diệp Huyên ngây người, sau đó vội hỏi, không có đan điền cũng học được ư? Cô gái trả lời, không có đan điền càng tốt hơn. Không có đan điền cũng có thể học. Diệp Huyên hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên, nhưng hắn vẫn ép mình bình tĩnh lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tiền bối có điều kiện gì, hắn biết, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Cô gái bí ẩn nói, năm đó tháp này bị thiệt hại nghiêm trọng, chín đạo tắc của nó giải rác ở thanh thương giới này, phong ấn của các tầng bị nới lỏng. Ngươi cũng may mắn vì những kiếm tu đi vào trước ngươi đã chết hết rồi, nếu không, e rằng bây giờ ngươi đã trở thành một cái xác. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn lại nói, ta biết bây giờ ngươi thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc cái tháp này là gì, nhưng nói với ngươi cũng không có để làm gì. Ngươi chỉ cần biết tháp này có 12 tầng, mỗi tầng đều giam giữ những người đứng đầu một vài thế giới, có người, có linh hồn, có yêu ma, thậm chí trước đây ngọn tháp này còn có thể trấn áp thiên đạo chi hồn của một thế giới, nhưng bây giờ phong ấn của ngọn tháp bị nới lỏng, đã sắp không trấn áp được nữa rồi. Nói đến đây, nàng ta hơi im lặng một lát, sau đó nói tiếp. Việc ngươi cần làm là đi tìm về những đạo tắc kia để củng cố ngọn tháp này, đương nhiên, ngươi cũng có thể thả bọn họ ra ngoài. Thả bọn họ ra ngoài. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, vậy sẽ ra sao? Cô gái bí ẩn đáp, có hai kết quả, một là bọn họ giết ngươi, đoạt tháp, thứ hai là ngươi khống chế bọn họ, khiến bọn họ mặc ngươi sai khiến. Đương nhiên với thực lực của ngươi bây giờ, tỷ lệ bọn họ giết chết ngươi có lẽ là 100%. Diệp Huyên cười khổ, là phúc cũng là họa. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, vội hỏi, tiền bối cũng bị giam ở đây sao? Cô gái bí ẩn nói, không phải. Diệp Huyên hỏi tiếp, vậy là... Cô gái, ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy. Diệp Huyên... Không có đan điền cũng có thể học. Diệp Huyên hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên, nhưng hắn vẫn ép mình bình tĩnh lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tiền bối có điều kiện gì, hắn biết. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Cô gái bí ẩn nói, năm đó tháp này bị thiệt hại nghiêm trọng, chín đạo tắc của nó giải rác ở thanh thương giới này, phong ấn của các tầng bị nới lỏng. Ngươi cũng may mắn vì những kiếm tu đi vào trước ngươi đã chết hết rồi,
Nếu không, e rằng bây giờ ngươi đã trở thành một cái xác. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn lại nói, ta biết bây giờ ngươi thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc cái tháp này là gì, nhưng nói với ngươi cũng không có để làm gì. Ngươi chỉ cần biết tháp này có 12 tầng, mỗi tầng đều giam giữ những người đứng đầu một vài thế giới, có người, có linh hồn, có yêu ma, thậm chí trước đây ngọn tháp này còn có thể trấn áp thiên đạo chi hồn của một thế giới, nhưng bây giờ phong ấn của ngọn tháp bị nới lỏng, đã sắp không trấn áp được nữa rồi. Nói đến đây, nàng ta hơi im lặng một lát, sau đó nói tiếp, việc ngươi cần làm là đi tìm về những đạo tắc kia để củng cố ngọn tháp này, đương nhiên, ngươi cũng có thể thả bọn họ ra ngoài. Thả bọn họ ra ngoài. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, vậy sẽ ra sao? Cô gái bí ẩn đáp, có hai kết quả, một là bọn họ giết ngươi, đoạt tháp, thứ hai là ngươi khống chế bọn họ, khiến bọn họ mặc ngươi sai khiến. Đương nhiên với thực lực của ngươi bây giờ, tỷ lệ bọn họ giết chết ngươi có lẽ là 100%. Diệp Huyên cười khổ, là phúc cũng là họa. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, vội hỏi, tiền bối cũng bị giam ở đây sao? Cô gái bí ẩn nói, không phải. Diệp Huyên hỏi tiếp, vậy là... Cô gái, ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4, sẽ chết. Cô gái nói, bây giờ ngươi thân là chủ của tháp, mỗi khi tìm được một đạo tắc thì chẳng những thực lực của ngươi mạnh lên nhiều mà sự khống chế với ngọn tháp này cũng sẽ mạnh hơn. Nếu ngươi có thể tìm về một đạo tắc, ngươi sẽ có thể khống chế tầng thứ nhất. Sau này người đối đầu với ngươi chỉ cần không mạnh hơn ngươi quá nhiều, ngươi sẽ có thể sử dụng ngọn tháp này hút đối phương vào trong. Bây giờ tháp này không có đạo tắc nào cả, đã hoàn toàn mất đi tác dụng, mỗi một tầng phong ấn đều bắt đầu dần buông lỏng. Một khi ngọn tháp này hoàn toàn vỡ nát, những tồn tại bị giam bên trong sẽ được thả ra ngoài, giới của các ngươi sẽ xong luôn. Mà ngươi, chính là người chết đầu tiên. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiền bối, ngươi muốn ta cứu vớt con dân trong thiên hạ sao? Cô gái cất lời, người ngươi cần cứu là chính mình, người bị giam ở tầng thứ hai không phải kẻ lương thiện, nếu theo dự đoán, nhiều nhất một năm, phong ấn ở tầng thứ hai sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó, ngươi có thể nói tạm biệt thế giới tươi đẹp này rồi. Diệp Huyên cúi người thật thấp về phía trước, mong tiền bối dạy cho ta cách tu luyện không cần đan điền kia. Cô gái bí ẩn im lặng một lát, sau đó nói cách luyện kiếm này có ta khác với những cách luyện kiếm bình thường, cũng khó khăn hơn rất nhiều. Bắt đầu tu luyện có thể nói là sống không bằng chết, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Diệp Huyên nở nụ cười tự giễu, bây giờ đan điền của ta đã bị vỡ, không còn con đường nào để đi nữa rồi, không phải sao? Cô gái nói, ngươi nói cũng đúng, nhưng ta vẫn phải nói về cách tu luyện này với ngươi. Ngươi không có đan điền, vừa khéo hợp với cách đó của ta, vì cách đó của ta cần lấy kiếm làm đan điền. Diệp Huyên sửng sốt, lấy kiếm làm đan điền, vậy mà được ư? Cô gái bí ẩn đáp, đương nhiên có thể, ngươi lấy kiếm làm đan điền đã không phải đi theo con đường võ đạo nữa rồi, mà là kiếm đạo. Lấy kiếm làm đan điền, kiếm càng tốt, đan điền của ngươi sẽ càng tốt, chẳng những thế, sau này ngươi tu luyện cũng không cần ngồi thiền hấp thu linh khí, chỉ cần tìm kiếm tốt đến hấp thu là được, kiếm càng tốt, tu vi của ngươi sẽ tăng càng nhanh, nếu giai đoạn đầu luyện đến tiểu thành, thân thể của ngươi sẽ là kiếm thể, khi đó ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi kiếm bình thường. Chẳng những không bị ảnh hưởng, mà sự xuất hiện của ngươi còn có thể khiến vạn kiếm phải thần phục nữa. Vạn kiếm thần phục. Diệp Huyên nghe mà thấy máu huyết sôi trào, cảm thấy không thể chờ đợi được nữa. Lúc này, cô gái bí ẩn lại hỏi, trước khi ngươi đi vào có nhìn thấy ba thanh kiếm trên đỉnh tháp không? Diệp Huyên gật đầu, nhìn thấy. Cô gái bí ẩn giải thích, ba thanh kiếm kia đại diện cho ba loại kiếm đạo cực hạn trên đời, nếu ngươi có thể hút nó vào trong ngươi. Lấy chúng nó làm đan điền, đồng thời hấp thu chúng nó, thì thực lực của ngươi sẽ đạt đến một mức độ trước giờ chưa từng có. Diệp Huyên chần chừ một lúc, sau đó nói, ta thấy ba thanh kiếm này như đang chấn áp ngọn tháp, nếu ta hấp thu chúng sẽ không xảy ra chuyện chứ. Sao có thể? Cô gái trả lời rất nhanh, sẽ không có chuyện gì đâu, tin ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, nhưng hắn biết lúc này mình hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chọn tin tưởng thôi. Cô gái bí ẩn nói, nhìn thấy thanh kiếm trước mặt ngươi không? Diệp Huyền nhìn thanh kiếm cắm bên cạnh bộ xương khô cách đó không xa, kiếm dài hơn 3 mét, rộng khoảng một ngón tay, có màu bạc, trông rất đẹp. Mà trên thanh kiếm có khắc hai chữ nhỏ, Linh Tiêu. Kiếm Linh Tiêu. Cô gái giải thích, kiếm này bị giam 1.200 năm,
linh lực đã biến mất gần hết, vừa khéo hợp để ngươi sử dụng, ta truyền cho ngươi một phần công pháp, sau đó ngươi dựa theo cách trên công pháp thu thanh kiếm này vào người. Bây giờ ngươi đã là đỉnh cao bất tức cảnh cấp 5, nếu thành công, ngươi mới có thể đạt đến khí biến cảnh cấp 6. Diệp Huyên hiểu ý trong lời nói của cô gái, vội vàng hỏi có nguy cơ thất bại không? Cô gái đáp, có. Diệp Huyên ngây người, tiền bối, người đừng nói là lúc trước chưa từng có ai sử dụng cách tu luyện này nhé. Cô gái bí ẩn im lặng một lát rồi nói, thật sự chưa có ai từng sử dụng, ngươi là người đầu tiên, nếu thành công thì chúc mừng ngươi, ngươi chính là có một không ai. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Một lát sau, hắn cười khổ, tiền bối, nếu thất bại thì sao? Cô gái trả lời, kiếm phá thể, có thể, chắc hẳn, gần như, có lẽ sẽ chết. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn lại nói thêm, bây giờ đan điền của ngươi bị vỡ, đã là sống không bằng chết rồi, còn nghĩ nhiều thế làm gì? Cứ liều mạng là được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, cũng phải, bây giờ đan điền của hắn bị vỡ, đã là bước đường cùng, nếu không liều thì chẳng những không có chút hy vọng, mà em gái Diệp Liên cũng không còn đường sống. Phải liều thôi. Diệp Huyên gật đầu, đến đi. Hắn vừa dứt lời, một ánh sáng trắng đột nhiên đi vào mi tâm của hắn, một lát sau, tin tức nhanh chóng truyền vào đầu hắn như thủy triều. Bí quyết kiếm thể vô địch. Lấy thân làm kiếm, lấy kiếm làm đan điền, dùng đan điền cắn nuốt vạn kiếm trong thiên hạ, dùng vạn kiếm trong thiên hạ bồi dưỡng cơ thể, không ngừng phát triển. Một lát sau, một tia sáng trắng chợt rơi lên thanh trường kiếm ở trước mặt Diệp Huyên. Trường kiếm khẽ run lên, sau đó biến thành một luồng kiếm quang hoàn toàn đi vào trong người Diệp Huyên. À! Trong nháy mắt, Diệp Huyên bỗng dưng trợn tròn mắt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Đau! Thật sự đau đến mức không muốn sống. Lúc này, Diệp Huyên có cảm giác người mình như đang bị một con dao cắt xuống từng chút một. Lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên trong đầu hắn, kiếm vào trong cơ thể ngươi, ngươi nhất định phải chịu được cảm giác đau đớn nó mang đến. Nếu không chịu nổi, ngươi sẽ không thể lấy kiếm làm đan điền. Chẳng những thế còn có thể mất mạng nữa. Diệp Huyên cắn chặt răng, người không ngừng run rẩy. Không thành công cũng thành nhân. Thời gian từng chút trôi qua, khuôn mặt của Diệp Huyên vặn vẹo gần như không còn hình người, chẳng những thế, thỉnh thoảng hắn còn co giật. Rất nhiều lúc, hắn đau đến mức như muốn ngất đi, nhưng hắn biết chỉ cần mình ngất, rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Phải nhìn. Cứ thế. Diệp Huyên cố nhìn gần khoảng một ngày, một tiếng kiếm đột nhiên khẽ vang lên trong người hắn, mà Diệp Huyên cũng lập tức ngã xuống. Cùng lúc đó, một dòng khí tan ra từ trên người hắn. Khí biến cảnh. Vị trí đan điền trong người Diệp Huyên có một thanh kiếm nho nhỏ lơ lửng. Mà một tiếng lầm bầm khe khẽ cũng vang lên trong tháp, không ngờ lại thật sự có thể. Tiếc là lúc này Diệp Huyên đã hôn mê, không hề nghe thấy câu này. À! Trong nháy mắt. Diệp Huyên bỗng dưng trợn tròn mắt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Đau. Thật sự đau đến mức không muốn sống. Lúc này, Diệp Huyên có cảm giác người mình như đang bị một con dao cắt xuống từng chút một. Lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên trong đầu hắn, kiếm vào trong cơ thể ngươi, ngươi nhất định phải chịu được cảm giác đau đớn nó mang đến, nếu không chịu nổi, ngươi sẽ không thể lấy kiếm làm đan điền. Chẳng những thế còn có thể mất mạng nữa. Diệp Huyên cắn chặt răng. Người không ngừng run rẩy. Không thành công cũng thành nhân. Thời gian từng chút trôi qua, khuôn mặt của Diệp Huyên vặn vẹo gần như không còn hình người, chẳng những thế, thỉnh thoảng hắn còn co giật. Rất nhiều lúc, hắn đau đến mức như muốn ngất đi, nhưng hắn biết chỉ cần mình ngất, rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Phải nhìn. Cứ thế, Diệp Huyên cố nhìn gần khoảng một ngày, một tiếng kiếm đột nhiên khẽ vang lên trong người hắn, mà Diệp Huyên cũng lập tức ngã xuống. Cùng lúc đó, một dòng khí tan ra từ trên người hắn. Khí biến cảnh. Vị trí đan điền trong người Diệp Huyên có một thanh kiếm nho nhỏ lơ lửng. Mà một tiếng lầm bầm khe khẽ cũng vang lên trong tháp, không ngờ lại thật sự có thể. Tiếc là lúc này Diệp Huyên đã hôn mê, không hề nghe thấy câu này. Chương 5, khí biến cảnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, như cảm nhận được gì đó, hắn ngồi bật dậy. Khó tin hỏi ta đến khí biến cảnh rồi. Khí biến cảnh. Vì lúc này hắn cảm nhận được trong người có dòng khí đang chuyển động, không đúng, đó không phải dòng khí, mà là kiếm khí. Chẳng những thế, hắn còn cảm nhận được một thanh kiếm nhỏ màu bạc lơ lửng ở đan điền. Lúc này,
Giọng nói của cô gái bí ẩn kia đột nhiên vang lên, ngươi đã lên khí biến cảnh rồi. Thật sự đã lên khí biến cảnh. Diệp Huyên siết chặt hai tay, người hơi run rẩy, đó không phải tức giận, mà là hưng phấn. Lúc này, hắn như nhìn thấy một tia sáng trong vực sâu đen kịt. Nhìn thấy hy vọng sau tuyệt vọng, sao hắn có thể không hưng phấn được? Quan trọng nhất là hắn hoàn toàn có cơ hội đạt đến ngự khí cảnh, sau đó dẫn muội muội đến học viên thương mộc ở đế đô cầu thầy trị bệnh. Ngươi hưng phấn cái gì chứ? Cô gái nói, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Diệp Huyên cười ngượng, khiến tiền bối chê cười rồi. Cô gái bí ẩn giảng giải, lấy kiếm làm đan điền là để bù đắp chỗ thiếu sót là đan điền của ngươi, nhưng cũng có chút tai hại. Kiếm được chia làm 6 bậc, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ kiếm. Có lẽ thanh kiếm trong người ngươi trước đây có cấp bậc chân kiếm, nhưng bị ăn mòn suốt 1.200 năm, chân, ban đầu của nó đã biến mất rồi. Chẳng những thế, ngay cả kiếm tâm chi minh của nó cũng biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ nó chỉ là một thanh linh kiếm thôi. Nói đến đây, cô gái bí ẩn hơi dừng lại một lát, sau đó lại nói, linh của một thanh kiếm cũng có ngày biến mất, một khi biến mất, kiếm vỡ, người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Cô gái tiếp tục, ngươi có hai cách giải quyết, thứ nhất, không ngừng tìm kiếm linh kiếm mới để hấp thu, sau khi hấp thu, linh khí của kiếm chẳng những sẽ khiến bản thân ngươi mạnh hơn, còn có thể bổ sung linh lực cho thanh kiếm trong cơ thể ngươi. Thứ hai, tìm một thanh kiếm khác thay thế thanh kiếm trong người ngươi. Kiếm càng tốt, đan điền càng tốt, thực lực của ngươi cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Đương nhiên nhìn thì biết ngay ngươi là một tên nghèo, e rằng ngay cả một thanh kiếm bình thường cũng không có. Diệp Huyên như nhớ đến điều gì đó, hắn vội nói, không phải trên đỉnh tháp có 3 thanh kiếm à? 3 thanh kiếm kia có cấp bậc gì? Cô gái đáp, không có cấp bậc. Diệp Huyên. Nàng ta nói tiếp, cậu nhóc, ta khuyên ngươi đừng nghĩ lung tung. Không có sự tồn tại của 3 thanh kiếm này thì thế giới của ngươi đã sụp đổ từ lâu rồi. Chuyện kiếm có thể không cần vội, chắc thanh kiếm trong người ngươi có thể duy trì khoảng 1 năm, việc cấp bách của ngươi bây giờ là luyện kiếm. Luyện kiếm. Diệp Huyên vội hỏi, luyện bằng cách nào? Giết người, cô gái bí ẩn trả lời. Diệp Huyên. Cô gái giải thích, kiếm là vũ khí sắc bén để giết người, chỉ khi giết người, ngươi mới thật sự hiểu ra chỗ tuyệt vời của nó. Đương nhiên bây giờ ngươi chỉ mới bắt đầu, cái cần luyện là tốc độ và sức mạnh. Sử dụng kiếm quyết ta truyền thụ cho ngươi gọi kiếm trong người ngươi ra. Diệp Huyên ngây người, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, hắn mở lòng bàn tay ra, một tia kiếm quang thoáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chính là thanh kiếm lăng tiêu màu bạc trong người hắn. Diệp Huyên sửng sốt, tiền bối, kiếm. Kiếm này có thể gọi ra ngoài sao? Cô gái đáp, có thể, nhưng kiếm này của ngươi tốt nhất đừng dùng để đánh nhau, vì một khi kiếm bị hủy thì ngươi cũng đi đời. Bây giờ ngươi còn thiếu một đối thủ, để ta tìm cho ngươi. Sau khi nàng ta nói xong, trước mặt Diệp Huyên xuất hiện một cái bóng hư ảo. Cô gái bí ẩn nói, cái bóng trước mặt ngươi là khí biến cảnh, cùng cảnh giới với ngươi. Bắt đầu đi. Nàng ta vừa dứt lời. Cái bóng mở trước mặt Diệp Huyên lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Diệp Huyên hít mắt lại, tốc độ của đối phương rất nhanh, hắn nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng thanh kiếm kia như biết hắn muốn tránh đi, đột nhiên thay đổi kiếm thế. Diệp Huyên vừa giẫm chân xuống đất, thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào trước ngực hắn. Máu tươi chảy ra. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói tiền bối, không phải chỉ luyện kiếm ư. Sao lại làm thật rồi? Hơn nữa tiền bối vẫn chưa truyền thụ chiêu kiếm và kiếm kỹ gì cho ta mà. Giọng nói của cô gái bí ẩn chợt trở nên lạnh lẽo, luyện kiếm. Sát chiêu lợi hại nhất của kiếm tu trước giờ không phải do luyện ra, mà là giết người mới có. Hư ảnh trước mặt ngươi là kẻ thù của ngươi, cũng là thầy, nếu ngươi thông minh, hắn sẽ dạy ngươi tất cả kiếm thuật cơ bản. Bị thương, là người thầy tốt nhất, hiểu không? Về phần kiếm kỹ và chiêu kiếm thì không cần phải vội, có nền tảng tốt mới là quan trọng. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn giẫm chân xuống đất, xông ra ngoài. Trong tháp, vết thương trên người Diệp Huyên ngày càng nhiều, nhưng hắn càng đánh càng hăng. Chiến đấu. Xưa giờ Diệp Huyên đều không sợ. Hắn từng là thế tử của phủ nhà họ Diệp, thường vì lợi ích của phủ nhà họ Diệp mà đại diện tham gia đủ các cuộc chiến sinh tử. Đó cũng là lý do vì sao một bất tức cảnh như hắn có thể cố chống lại đại trưởng lão kia. Cảnh giới của hắn không phải do luyện tập ra,
mà là giết người mà ra. Dần dần, Diệp Huyên bắt đầu học theo một vài chiêu kiếm từ cái bóng kia. Chẳng những thế, mỗi lần hắn bị thương đều sẽ hiểu vì sao mình lại bị thương, phải làm sao mới có thể không bị thương nữa. Qua 3 ngày chiến đấu vất vả, vết thương trên người Diệp Huyên bắt đầu ít dần. Đương nhiên hắn cũng không học được chiêu kiếm gì, nhưng hắn biết nên ra kiếm lúc nào, không nên ra kiếm lúc nào nên chặn, lúc nào không tránh được, những điều này đều đánh đổi bằng máu tươi. Tuy tập luyện như thế rất tàn nhẫn, nhưng lại có hiệu quả nhất. Lại 2 ngày trôi qua. Bây giờ, Diệp Huyên đã bắt đầu có thể từ từ đánh trả, mà sau khi hắn bắt đầu đánh trả, hắn phát hiện năng lực phòng ngự của cái bóng này rất tốt, tốt hơn cách phòng thủ của hắn lúc trước rất nhiều. Đối với hắn mà nói, cách phòng thủ của cái bóng này thật sự kín kẽ không một sơ hở, dù hắn tấn công thế nào, đối phương cũng có thể giải trừ một cách hoàn mỹ. Đương nhiên đây là một chuyện tốt với hắn, vì cái bóng kia cũng là đang dạy hắn nên phòng thủ thế nào. Giọng nói của cô gái bí ẩn chợt trở nên lạnh lẽo, luyện kiếm. Sát chiêu lợi hại nhất của kiếm tu trước giờ không phải do luyện ra, mà là giết người mới có. Hư ảnh trước mặt ngươi là kẻ thù của ngươi, cũng là thầy, nếu ngươi thông minh, hắn sẽ dạy ngươi tất cả kiếm thuật cơ bản. Bị thương, là người thầy tốt nhất, hiểu không? Về phần kiếm kỹ và chiêu kiếm thì không cần phải vội, có nền tảng tốt mới là quan trọng. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn giẫm chân xuống đất, xông ra ngoài. Trong tháp, vết thương trên người Diệp Huyên ngày càng nhiều, nhưng hắn càng đánh càng hăng. Chiến đấu. Xưa giờ Diệp Huyên đều không sợ. Hắn từng là thế tử của phủ nhà họ Diệp, thường vì lợi ích của phủ nhà họ Diệp mà đại diện tham gia đủ các cuộc chiến sinh tử. Đó cũng là lý do vì sao một bất tức cảnh như hắn có thể cố chống lại đại trưởng lão kia. Cảnh giới của hắn không phải do luyện tập ra, mà là giết người mà ra. Dần dần, Diệp Huyên bắt đầu học theo một vài chiêu kiếm từ cái bóng kia. Chẳng những thế, mỗi lần hắn bị thương đều sẽ hiểu vì sao mình lại bị thương, phải làm sao mới có thể không bị thương nữa. Qua 3 ngày chiến đấu vất vả, vết thương trên người Diệp Huyên bắt đầu ít dần. Đương nhiên hắn cũng không học được chiêu kiếm gì, nhưng hắn biết nên ra kiếm lúc nào, không nên ra kiếm lúc nào nên chặn, lúc nào không tránh được, những điều này đều đánh đổi bằng máu tươi. Tuy tập luyện như thế rất tàn nhẫn, nhưng lại có hiệu quả nhất. Lại 2 ngày trôi qua. Bây giờ, Diệp Huyên đã bắt đầu có thể từ từ đánh trả, mà sau khi hắn bắt đầu đánh trả, hắn phát hiện năng lực phòng ngự của cái bóng này rất tốt, tốt hơn cách phòng thủ của hắn lúc trước rất nhiều. Đối với hắn mà nói, cách phòng thủ của cái bóng này thật sự kín kẽ không một sơ hở, dù hắn tấn công thế nào, đối phương cũng có thể giải trừ một cách hoàn mỹ. Đương nhiên đây là một chuyện tốt với hắn. Vì cái bóng kia cũng là đang dạy hắn nên phòng thủ thế nào. Chương 6, một khi thất thế, người không bằng chó. Thời gian từng chút trôi qua, trong tháp, Diệp Huyên gần như mất ăn mất ngủ đánh nhau với cái bóng, mà khoảng thời gian này, sức mạnh, tốc độ và năng lực phản ứng của hắn đều mạnh hơn trước rất nhiều. Phát hiện này khiến hắn rất vui mừng, cũng tu luyện càng điên cuồng hơn. Bên ngoài, phủ nhà họ Diệp. Diệp Khổ đi vào phòng của đại trưởng lão. Trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn, đại trưởng lão, ta đã điều tra ra chuyện ở Nam Sơn trước đó rồi. Tuy sát thủ chúng ta phái đi không thể giết chết Diệp Huyên, nhưng người may mắn sống sót của nhà họ Lý tận mắt nhìn thấy đan điền của Diệp Huyên đã bị vỡ. Nghe vậy, đại trưởng lão kia mở mắt ra, chắc chắn chứ? Diệp Khổ gật đầu, chắc chắn là thật, ta đã đích thân đi hỏi người kia, đan điền của Diệp Huyên thật sự đã bị vỡ rồi. Đây là trời muốn tiêu diệt hắn mà. Ha ha, trong phòng, đại trưởng lão không ngừng cười khẩy. Đan điền bị vỡ. Nếu một người không còn đan điền thì chỉ là một kẻ tập võ, có đan điền mới được gọi là võ giả. Đan điền của Diệp Huyên bị vỡ, có thể nói đã xem như một tên tàn phế. Dù hắn có sức chiến đấu không tầm thường thì cũng chỉ là có sức mà thôi, khi nào khống chế được khí mới có thể xem như cao thủ thật sự. Một lát sau, đại trưởng lão lạnh lùng nói, Diệp Khổ. Triệu tập mọi người tiêu diệt nó đi, tránh tai họa về sau. Nhưng trưởng lão tên Diệp Khổ lại lắc đầu, không được. Đại trưởng lão nhìn Diệp Khổ, gã ta nghiêm mặt nói, đại trưởng lão, suy cho cùng Diệp Huyên cũng cống hiến cho nhà họ Diệp rất nhiều. Bây giờ giết hắn chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người trong nhà họ Diệp lạnh lòng, và lại Diệp Lang mới lên làm thế tử, còn có giao hẹn sống chết với hắn, nếu lúc này tiêu diệt hắn, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn đều sẽ cho rằng là chúng ta ra tay.
không chỉ mỗi người ngoài, nếu tin tức lan ra, e rằng nhà họ Lý cũng sẽ làm lớn chuyện lên. Đại trưởng lão hơi nhíu mày, vậy theo ngươi thì nên làm gì đây? Diệp Khổ cười đáp, không phải Diệp Lang có giao hẹn sống chết với hắn sao? Lúc đó để Diệp Lang giết hắn, danh chính ngôn thuận, không ai có thể nói lung tung cái gì cả, Diệp Lang cũng có thể mượn chuyện này để ra oai, nâng cao tên tuổi ở Thanh Thành. Chẳng những thế, lên sinh tử đài rồi, dù tộc trưởng có xuất quan cũng không thể nói gì, chẳng phải ư? Đại trưởng lão ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu, vậy cũng được, dù gì đan điền của hắn cũng đã vỡ, không có uy hiếp gì. Nói đến đây, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đừng để hắn sống quá thoải mái. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ cắt tiền tháng và cơm nước của hai huynh muội Diệp Huyên, lấy lại tất cả ưu đãi và đặc quyền của thế tử, hắn không thể bước vào lầu võ ký của nhà họ Diệp, càng không thể để hắn tự ý rời khỏi phủ nhà họ Diệp. Còn nữa, thuốc men của muội muội cậu ta cũng dừng luôn, hừ, mấy năm nay, chứng thương hàn của muội muội hắn không biết tiêu tốn bao nhiêu đan dược và dược liệu. Nếu không phải nể tình trước đây hắn còn có chút tác dụng thì lão phu đã sớm đuổi con nhóc đó ra khỏi phủ nhà họ Diệp rồi. Diệp Khổ cười khẽ, bây giờ đan điền của cậu ta đã bị vỡ, nói là tàn phế cũng không quá đáng. Đại trưởng lão gật đầu, Diệp Lang vừa tỉnh lại, nếu thằng bé cần gì, dùng mọi thứ của nhà họ Diệp để thỏa mãn nó đi, còn nữa, nó có thể đến lầu võ ký bất cứ lúc nào, mọi thứ bên trong nó đều có thể quan sát. Diệp Khổ gật đầu, đã hiểu. Đúng rồi, Diệp Liên kia cũng không còn nhỏ nữa, hay là gã cho người làm trong phủ đi. Đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi tự xem mà xử lý đi. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên nằm dưới đất thở hổn hển, từ trên xuống dưới trên người hắn đều là vết thương do kiếm gây ra. May là sau khi đạt đến khí biến cảnh, hắn có thể sử dụng linh khí làm lành những vết thương này, chỉ là vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau da thịt. Tuy đã phải chịu chút nỗi đau da thịt, nhưng mấy ngày nay hắn thật sự thu hoạch được quá nhiều. Sức chiến đấu của hắn vốn dĩ đã không tầm thường, đứng hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở Thanh Thành, bây giờ sau mấy ngày huấn luyện, sức chiến đấu của hắn càng tăng thêm một bậc. Cảm thấy thế nào, giọng nói của cô gái bí ẩn đột nhiên vang lên. Diệp Huyên nhếch miệng cười, cảm thấy rất tốt. Cô gái bí ẩn nói, bây giờ ngươi chỉ là mới bắt đầu thôi, con đường về sau sẽ càng khó đi hơn, đương nhiên võ đạo vốn là đi bên cạnh vực sâu. Kiếm đạo càng khó hơn thế nữa, mà ngươi còn không có đan điền, không đi theo con đường bình thường, ngày tháng sau này sẽ cực khổ hơn rất nhiều. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, ta không sợ chịu khổ. Từ nhỏ hắn và muội muội đã sống nương tựa lẫn nhau ở nhà họ Diệp, có cực khổ nào chưa từng chịu chứ? Hắn không có bối cảnh, nhưng có thể trở thành thế tử là vì hắn liều mạng. Hơn nữa bây giờ có cơ hội đạt đến ngự khí cảnh, bệnh của muội muội có hy vọng. Dù bảo hắn chịu hết nỗi khổ trên đời, hắn cũng đồng ý. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Hắn còn chưa tu luyện đến trình độ tịch cốc sao, vẫn cần ăn cơm. Sao tịch cốc, là một phương pháp rèn luyện sức khỏe trong đạo giáo, chỉ chuyện người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành. Diệp Huyên vừa về phòng không lâu thì Diệp Liên đi vào, Diệp Liên đi tới trước mặt hắn, cúi đầu, đưa hai cái màn thầu bột mì trong tay đến trước mặt Diệp Huyên. Nhẹ giọng nói ca ca, ăn đi. Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy? Ngẩng đầu lên. Diệp Liên ngẩng đầu, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi. Trên má phải của Diệp Liên có một dấu bàn tay màu đỏ. Xảy ra chuyện gì, ánh mắt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lẽo. Diệp Liên lắc đầu, không, không có, là tự muội không cẩn thận đụng chúng. Diệp Huyên kéo Diệp Liên đến trước mặt mình, nói thật đi, ta vẫn chưa chết. Mọi chuyện có ta ra mặt cho muội. Diệp Liên lập tức rơi nước mắt, cô bé lau nước mắt trên mặt ca, hôm nay phòng bếp không đưa cơm cho chúng ta, muội bèn tự đến phòng bếp, quản sự Vương trong phòng bếp. Lấy một chút đồ ăn cho chó đưa cho muội, thứ kia sao có thể ăn được. Đều đã hỏng cả rồi, còn có giòi bọ nữa, muội rất tức giận, bèn đi tranh cãi với gã, gã nói huynh đã không phải thế tử nữa, huynh muội chúng ta chỉ xứng ăn thức ăn cho chó, sau đó gã nói muốn đồ ăn cũng được, chỉ cần muội ngủ với gã một đêm, muội mắng gã đánh muội. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo, siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, một khi thất thế, người không bằng chó mà. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng bếp của phủ nhà họ Diệp. Chương 7, Diệp Huyên, ngươi thật láo xược. Diệp Huyên dẫn Diệp Liên bước nhanh trên đường,
có người chỉ trỏ. Lúc Diệp Huyên làm thế tử, người trong phủ gặp hắn đều rất cung kính, chủ động chào hỏi. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là thế tử nữa, những người lúc trước nịnh hót, bây giờ nhìn thấy hắn đều vội tránh xa, hoặc vờ như không quen. Dù sao bây giờ thế tử của phủ nhà họ Diệp đã là Diệp Lang, không ai muốn đắc tội với Diệp Lang và đại trưởng lão hết. Diệp Huyên không quan tâm những lời này, vì chỉ những lúc thất thế gặp nạn mới có thể nhìn rõ được một người. Trên đường, Diệp Liên kéo lấy tay Diệp Huyên, run rẩy nói, ca ca, hay là thôi đi. Muội, muội không đau nữa, sau lưng bọn họ có trưởng lão, bọn họ sẽ nhằm vào huynh. Diệp Huyên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Liên, gần giọng nói, ai dám đánh muội, dù là đại trưởng lão, ông đây cũng sẽ giết chết kẻ đó. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên đi nhanh về phía xa. Diệp Huyên nhanh chóng dẫn Diệp Liên đến phòng bếp của phủ nhà họ Diệp, lúc này, một tên đàn ông mập mạp đi ra. Tên này chính là Tổng Quản Vương, quản lý phòng bếp của phủ nhà họ Diệp. Tổng Quản Vương nhìn Diệp Huyên một cái, hơi ngây người, sau đó, trên khuôn mặt béo của gã hiện lên một nụ cười, ồ, cơn gió nào thổi thế tử đến đây vậy? À, xem trí nhớ của ta này, quên mất ngươi đã không còn là thế tử nữa rồi. Hầy, cái trí nhớ này thật tệ quá. Đúng rồi, bây giờ có lẽ ngươi phải gọi ta là muội phu đấy, các trưởng lão đã hứa gả muội muội ngươi cho ta rồi, bọn ta. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Tổng Quản Vương, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Huyên đá một phát trúng hông. À! Tổng Quản Vương trợn tròn mắt, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Mà tất cả mọi người xung quanh đều ngây người. Diệp Huyên này muốn làm gì? Dưới ánh nhìn của vô số người, Diệp Huyên gần giọng cảnh cáo, từ nhỏ đến lỡ, ta chưa từng nỡ đánh muội muội ta một cái, chết tiệt, không ngờ ngươi lại dám đánh muội ấy. Nói xong, hắn tát mạnh một cái lên mặt Tổng Quản Vương. Chát! Tiếng bạt tai vang dội như tiếng sấm. Phụt! Tổng Quản Vương phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn dưới đất, hai tay che hông, không ngừng kêu rên như lợn bị chọc tiết. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục ra tay, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ sau lưng, Diệp Huyên, ngươi thật láo xược. Người đến chính là Diệp Khổ kia, mà phía sau gã ta còn có mấy thị vệ của phủ nhà họ Diệp đi theo. Diệp Huyên không thèm để tâm đến Diệp Khổ, hắn đạp một phát lên khuôn mặt đang không ngừng kêu rên của Tổng Quản Vương, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Liên đã sợ đến mức tái mặt, gã đánh muội bằng tay nào. Diệp Liên run rẩy trả lời, tay, tay phải, ca, hay là... Bỏ, bỏ qua. Cô bé còn chưa dứt lời, Diệp Huyên đột nhiên rút một con dao găm từ bên hông ra, sau đó chém xuống bả vai của Tổng Quản Vương kia. Phập. Cả cánh tay phải của Tổng Quản Vương cứ thế rời khỏi vai, máu tươi chảy như suối. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức ngây người, cả Diệp Khổ kia cũng trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Còn Tổng Quản Vương kia đã ngất xỉu luôn rồi. Diệp Liên che miệng, cũng bị dọa sợ. Lúc này, Diệp Khổ cũng hoàn hồn lại, gã ta tức giận chỉ vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi thật ngông cuồng, không ngờ ngươi lại tấn công người khác trước mặt ta, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên xoay người giơ dao găm về phía Diệp Khổ, cảnh cáo, lão già chó chết, đừng tưởng ta không biết ông và đại trưởng lão dở trò ở sau lưng, đám rác rưởi các người cả ngày chỉ biết hãm hại người của mình, có bản lĩnh thì đi đấu với nhà họ Trương, nhà họ Lý hay phủ thành chủ đi. Đối nội hung hăng, đối ngoại mềm yếu như một con chó chính là tính cách của đám trưởng lão các người đó. Nhà họ Trương, nhà họ Lý, phủ thành chủ, ba thế lực này và nhà họ Diệp được gọi là bốn thế lực lớn của Thanh Thành. Mà nhà họ Diệp là bên có thực lực yếu nhất. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Khổ vô cùng khó coi, gần giọng nói, Diệp Huyên, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ban ngày ban mặt ngươi tấn công người khác trước mặt tất cả mọi người, ngươi. Ông nói nhảm gì thế? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giận dữ quát, người là do ông đây chém, đến đây đánh ta đi. Diệp Khổ kia giận tím mặt, gã ta giận dữ hét lên, bắt hắn lại cho ta. Nhưng mấy thị vệ ở bên cạnh lại không dám nhúc nhích. Diệp Huyên từng đại diện nhà họ Diệp chiến đấu ở bên ngoài vô số lần, trong những thị vệ của phủ nhà họ Diệp, hắn rất có tiếng tăm, vì chỉ có Diệp Huyên dám hùng hổ với ba thế lực khác ở bên ngoài, dám nói đánh là đánh. Hơn nữa hắn thường dẫn người của phủ nhà họ Diệp ra ngoài giành địa bàn, có thể nói, đa số các thị vệ của nhà họ Diệp đều từng kề vai chiến đấu với Diệp Huyên. Thấy mấy thị vệ không dám nhúc nhích, Diệp Khổ ngây người,
Sau đó, phẫn nộ nói, các ngươi muốn tạo phản à? Thị vệ cầm đầu nhìn Diệp Huyên một cái, hơi do dự, Diệp ca, chúng ta. Diệp Huyên nhìn thị vệ kia, Lý Mộc, ngươi từng trải qua ít nhất hơn 100 trận huyết chiến cùng ta đối xử với nhà họ Diệp thế nào, những người từng liều mạng với ta ở bên ngoài là các ngươi hiểu rõ nhất. Bây giờ gia tộc lại lấy cơm canh của chó đưa cho huynh muội ta, cơn giận này ta không nhịn được, ta cũng không làm khó các ngươi, cũng biết lập trường của các ngươi. Nhưng bây giờ ta để lại một câu ở đây, hôm nay các ngươi ra tay, tình cảm huynh đệ ngày xưa cũng sẽ xóa bỏ hết, các ngươi không cần nương tay, ta cũng sẽ không nương tay. Chương 8, trời sập xuống có huynh đỡ trước. Nghe vậy, sắc mặt Lý Mộc chợt trở nên khó coi. Mấy thế lực của Thanh Thành hay tranh cướp địa bàn, vùng mỏ, mỗi lần tranh cướp đều có nghĩa là phải liều mạng chiến đấu, thế hệ trước không thể ra tay, đây là quy tắc, vì thế hệ trước ra tay có nghĩa là trận chiến của cả gia tộc. Khi đó sẽ không có ai được lợi cả. Vì thế đã có một quy tắc, cho thế hệ trẻ tuổi đi tranh giành, như vậy chẳng những có thể tránh khỏi việc hai bên cùng có hại, còn có thể để những thế hệ trẻ tuổi rèn luyện nữa. Mà Diệp Huyên chính là đại diện của nhà họ Diệp. Cũng có thể nói, hắn chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của phủ nhà họ Diệp, những thị vệ này từng cùng hắn vào sinh ra tử vô số lần, đương nhiên có tình hữu nghị với hắn. Lúc này phải đối đầu với Diệp Huyên, chắc hẳn mấy người họ rất khó xử. Hơn nữa còn có một điều là họ hiểu rất rõ thực lực và tính cách của Diệp Huyên, một khi bắt đầu đánh nhau sẽ hoàn toàn trở thành một tên điên mặc kệ sống chết. Chỉ cần mấy người họ dám ra tay thì sẽ chết chắc. Thấy mấy người Lý Mộc còn chưa ra tay, Diệp Khổ kia lại gần giọng nói, các ngươi quả nhiên không muốn sống nữa phải không? Lý Mộc hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên cất lời, ông ta biết rõ các ngươi không phải đối thủ của ta. Nhưng ông ta không tự ra tay mà lại bảo các ngươi ra tay, đơn giản là muốn ta giết chết các ngươi, làm lớn chuyện lên. Nói xong, hắn nở nụ cười châm chọc, những trưởng lão quen sống trong nhung lụa của phủ nhà họ Diệp chúng ta đúng là giỏi hãm hại người của mình. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người Lý Mộc chợt trở nên khó coi, Diệp Khổ này là muốn hy sinh bọn họ. Diệp Khổ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, bây giờ khác xưa rồi, nếu ngươi biết điều có lẽ còn sống thêm được mấy ngày. Tiếc là ngươi không nhìn rõ tình thế, đến lúc này mà còn ngông cuồng như thế. Ngươi, ông già chó chết. Lúc này, Diệp Huyên chợt ngắt lời Diệp Khổ, có phải là ông đồng ý gả muội muội ta cho tên rác rưởi này không? Diệp Khổ cười khẩy, là ý của ta đấy, ngươi làm được gì? Nét mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hãm hại ta cũng thôi đi, muội muội ta mới 12 tuổi mà ông cũng muốn hại, ta đệt 18 đời nhà ông. Dứt lời, hắn dậm mạnh chân một cái. Tảng đá xanh dưới chân hắn cứ thế nổ tung, cùng lúc đó, Diệp Huyên như một con hổ dữ chụp mồi nhào về phía Diệp Khổ. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Khổ hoàn toàn thay đổi, gã ta không ngờ Diệp Huyên dám ra tay với mình, dù gì gã ta cũng là trưởng lão của phủ nhà họ Diệp. Diệp Huyên này thật sự muốn tạo phản sao? Diệp Khổ không kịp nghĩ nhiều, khuỵu chân xuống, tay phải siết chặt lùi về phía sau. Ngay sau đó, gã ta đánh mạnh về phía trước. Quyền băng. Đây là một võ kỹ cấp thấp của phủ nhà họ Diệp, một quyền có thể làm vỡ đá. Mà lúc này, nắm đấm của Diệp Huyên cũng đến, hắn cũng sử dụng võ kỹ cấp thấp này. Hai nắm đấm chạm vào nhau, sắc mặt Diệp Khổ bỗng dưng hoàn toàn thay đổi, tay phải của gã ta lập tức nứt ra, máu tươi chảy xuống. Diệp Khổ còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyên đã nghiêng người xông lên, đấm mạnh một cú vào bụng. Phụt! Diệp Khổ phun ra một ngụm máu tươi. Không người bay về sau. Diệp Khổ vừa rơi xuống đất, Diệp Huyên đã đạp một chân lên ngực gã ta, Diệp Khổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào, vì sao quyền băng của ngươi lại mạnh thế, ngươi? Dù gã ta là trưởng lão nội vụ của phủ nhà họ Diệp, quản lý việc trong phủ, thực lực không cao lắm nhưng cũng là khí biến cảnh, vậy mà lại thua bởi Diệp Huyên trước mặt chỉ với một đấm. Diệp Huyên tát mạnh một cái lên mặt Diệp Khổ, lão già ông cả ngày sống thoải mái trong phủ nhà họ Diệp. Quyền băng của ông yếu như của trẻ con vậy, ông đây cũng thấy mất mặt thay ông đấy. Diệp Khổ tức giận nhìn Diệp Huyên, ngươi dám đánh ta. Diệp Huyên lại tát thêm một cái lên mặt Diệp Khổ, ông đây cứ đánh ông đấy. Mặt Diệp Khổ lập tức sưng lên. Bị Diệp Huyên sỉ nhục trước mặt mọi người, Diệp Khổ điên cuồng gào thét, sao các ngươi còn không ra tay đi. Mấy người Lý Mộc ở bên cạnh hơi do dự. Ra tay mà thắng có lẽ họ sẽ ra tay, vấn đề là bọn họ đánh không lại. Láo xược. Lúc này,
Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Mọi người nhìn lại theo âm thanh, đại trưởng lão đang chạy vội đến đây, ở phía sau còn có mấy trưởng lão và hộ vệ của phủ nhà họ Diệp. Diệp Liên vội đi đến bên cạnh Diệp Huyên, cô bé kéo góc áo hắn, run rẩy nói ca, huynh. Huynh chạy đi, mau đi. Diệp Huyên nắm lấy bàn tay run rẩy của Diệp Liên, dịu dàng nói, đừng sợ. Diệp Liên chợt bật khóc, là muội không tốt, ca, là muội làm liên lụy đến huynh, muội thật vô dụng, xin lỗi. Diệp Huyên cười khẽ, đừng sợ, trời sập xuống, có ca ca đỡ trước. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, cười hì hì, đại trưởng lão, chúng ta giảng hòa đi. Ta nhận lỗi, chuyện này cứ thế bỏ qua nhé, thế nào? Đại trưởng lão giận đến mức bật cười, giảng hòa. Bỏ qua, Diệp Huyên, có phải ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày không? Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đạp một cú lên cổ họng của Diệp Khổ. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên, Diệp Khổ trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Một lát sau, cảm xúc trong mắt gã ta dần biến mất. Mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên nhìn về phía đại trưởng lão, nếu đã không giảng hòa vậy một đấu một đi. Trong ánh nhìn của vô số người, Diệp Huyên đi tới trước mặt đại trưởng lão, một ván bối là ta khiêu chiến ông, đừng nói là ông không dám nhé. Chương 9, gặp nhau trên sinh tử đài. Xung quanh yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Khiêu chiến. Diệp Huyên khiêu chiến đại trưởng lão. Cả phủ nhà họ Diệp đều ngạc nhiên đến mức ngây người. Ở phủ nhà họ Diệp, người có thực lực mạnh nhất đương nhiên là tộc trưởng bế quan kia, thứ hai là trưởng lão hộ tộc Diệp Kình, mà Diệp Kình cũng không ở trong phủ, có nghĩa đại trưởng lão là người mạnh nhất. Mà bây giờ Diệp Huyên lại khiêu chiến với đại trưởng lão. Không biết tự lượng sức mình. Có vài người cảm thấy thế, nhưng cũng có người cảm thấy có khi Diệp Huyên thật sự có thể đánh một trận. Diệp Huyên từng là người được phủ nhà họ Diệp tập trung bồi dưỡng. Hơn nữa hắn cũng không sống thoải mái cả năm trong phủ nhà họ Diệp như đại trưởng lão, gần như mỗi ngày hắn đều sống trên lưỡi dao. Sự tàn nhẫn và hăng hái là thứ đại trưởng lão không có. Ở trong mắt người nhà họ Diệp, tuy Diệp Huyên chỉ là bất tức cảnh hạng năm, nhưng nếu liều mạng, hắn vẫn có chút phần thắng. Đại trưởng lão ở đối diện nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại thách đấu mình. Đồng ý hay không đây? Không đồng ý. Tin này truyền ra ngoài ông ta sẽ càng mất mặt hơn nữa. Chẳng những thế, uy danh của ông ta trong nhà họ Diệp cũng sẽ giảm nhiều, e rằng sau này sẽ có người không phục. Đồng ý. Vừa nghĩ đến sức chiến đấu của Diệp Huyên, ông ta lại hơi do dự. Tuy cảnh giới của ông ta cao hơn Diệp Huyên, nhưng đã rất nhiều năm rồi không liều mạng với người khác, chỉ thỉnh thoảng luận bàn với người trong phủ, nhưng những lúc ấy đều có chừng có mực. Mà Diệp Huyên này thì khác. Mỗi một lần ở bên ngoài đều là trận chiến sinh tử. Ông ta hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Hơn nữa, dù thắng Diệp Huyên, người ngoài cũng chỉ có thể nói là ông ta ỷ lớn hiếp nhỏ, còn nếu thua thì chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Khi đó, vị trí trưởng lão cũng khó giữ được. Sắc mặt của đại trưởng lão vô cùng u ám. Diệp Huyên vốn dĩ đang ở bước đường cùng, nhưng lúc này, Diệp Huyên lại đẩy ông ta đến bước đường cùng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, không phải ta và ngươi còn có giao hẹn một tháng sao? Mọi người nhìn lại, Diệp Lang chậm rãi đi đến từ cách đó không xa. Diệp Lang, bây giờ là thế tử của phủ nhà họ Diệp. Đại trưởng lão đang định lên tiếng thì chợt trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin, Diệp Lang, cháu đã đến khí biến cảnh rồi sao? Khí biến cảnh. Tất cả mọi người xung quanh đều thất thần. Trong ánh nhìn của mọi người, Diệp Lang gật nhẹ đầu, cháu bất tài, cần tận 10 ngày mới lên được khí biến cảnh, có hơi chậm. Nghe vậy, mọi người hít một hơi khí lạnh. Như thế mà còn chậm à? Phải biết rằng trước khi Diệp Lang tỉnh lại, hắn ta mới chỉ là kiêm tu cảnh cấp 4, mà lúc này mới chỉ 10 ngày ngắn ngủi mà Diệp Lang này đã đạt đến khí biến cảnh rồi. Tốc độ tu luyện này có thể nói là chưa từng có ở nhà họ Diệp. Nghe thấy lời Diệp Lang, đại trưởng lão bỗng nhiên cười ha ha, trời phù hộ nhà họ Diệp ta, ha ha. Mọi người trong phủ cũng vui mừng không thôi, với tốc độ tu luyện này của Diệp Lang, tương lai chắc chắn nhà họ Diệp có thể trở thành gia tộc lớn đương thời. Diệp Lang nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, ngươi có tư cách gì khiêu chiến đại trưởng lão? Thắng ta rồi, ngươi mới có tư cách khiêu chiến. Giao hẹn sống chết của ta và ngươi chỉ còn chưa đến 20 ngày thôi, không phải sao?
Diệp Huyên nhìn Diệp Lang, cười nói, ngươi xem ta này, suýt quên mất luôn rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, khi nãy đắc tội hơi nhiều. Ừ, đợi ta luận võ với cháu của ông xong rồi thỉnh giáo ông sau nhé, tạm biệt. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên xoay người bỏ đi. Đợi đã. Lúc này, đại trưởng lão giận dữ nói, ngươi giết một trưởng lão, chẳng lẽ chuyện này. Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào ông ta, đại trưởng lão, hay là bây giờ chúng ta đấu đơn luôn đi. Hoặc bây giờ cháu ông luận võ với ta cũng được, chẳng lẽ ông cháu các người sợ nên mới phái Diệp Khổ đến cố ý kiếm chuyện với ta, sau đó tìm cớ muốn đánh chết ta. Nếu là như thế, đại trưởng lão hoàn toàn không cần tốn công như thế đâu, hai người cứ cùng tấn công, chắc chắn Diệp Huyên ta sẽ đánh không lại. Ngươi, đại trưởng lão tức giận đến mức xanh cả mặt. Lúc này, Diệp Lang lạnh lùng nhìn Diệp Huyên một cái, ngươi đi đi, 20 ngày sau, gặp nhau trên sinh tử đài. Diệp Huyên nhún vai một cái, đại trưởng lão, vẫn là cháu ông hiểu lý lẽ, ông đó, càng già càng lú lẫn rồi. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên xoay người rời đi. Đại trưởng lão giận tím mặt, như nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn về phía mấy người Lý Mộc, các ngươi đúng là đồ ăn hại, thấy trưởng lão bị đánh cũng không ra tay giúp đỡ, người đâu, kéo ra ngoài đánh đến chết cho ta. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Lý Mộc trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa chợt dừng lại, hắn xoay người nhìn về phía đại trưởng lão, nhắc nhở thân thiện một câu, mấy người Lý Mộc này là thân vệ của tộc trưởng, tuy ông là đại trưởng lão, nhưng tộc trưởng vẫn chưa chết, bây giờ ông động vào thân vệ của ông ấy, chuyện này. Nói đến đây, hắn vờ giận mình, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn ra tay với tộc trưởng, ông? Nhảm nhí. Đại trưởng lão giận dữ hét, Diệp Huyên, ngươi mà nói thêm câu nào nữa, hôm nay dù lão phu có liều mạng cũng muốn giết chết ngươi. Diệp Huyên cười nói, đại trưởng lão bớt giận, ta chỉ nhắc nhở thôi, đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không ta sẽ vui vẻ lắm, à không đúng, là đau lòng lắm. Nói xong, hắn kéo Diệp Liên bỏ đi. Mấy người Lý Mộc nhìn Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ biết ơn, nếu không nhờ một câu của Diệp Huyên, e rằng hôm nay mấy người họ chết chắc. Đại trưởng lão tức đến mức cả người đều run rẩy, người xung quanh hoàn toàn không dám nói một câu. Như nghĩ đến điều gì đó, đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Lang, sau khi nãy không lập tức luận võ với cậu ta. Cần gì phải kéo dài đến 20 ngày sau? Diệp Lang nhìn đại trưởng lão, nói khẽ, vì cháu sắp đột phá lên ngự khí cảnh rồi. Nghe vậy, đại trưởng lão sừng sốt, sau đó, ông ta kích động hỏi, thật ư? Diệp Lang gật nhẹ đầu, sắp đột phát rồi, nếu không khi nãy cháu đã giết chết hắn. Bây giờ không phải lúc thích hợp để ra tay, không thể vì một nhân vật nhỏ bé mà làm hỏng đến việc cháu đột phá được. Đại trưởng lão vội gật đầu, đúng thế, cứ để Diệp Huyên này sống thêm mấy ngày nữa đi, dù gì tên này cũng đã trở thành một phế nhân rồi. Diệp Lang gật nhẹ đầu, bây giờ hắn đã là chó cùng rứt dậu, khoảng thời gian này không nên kiếm chuyện với hắn. Tránh người khác nói Diệp Lang cháu sợ hắn, cố ý cho mọi người đến tìm hắn gây sự, sau đó giết hắn. Đại trưởng lão nói với giọng điệu nặng nề, lần này là ta suy nghĩ không chu đáo, yên tâm, trong vòng 20 ngày, ta sẽ không cho người đến gây sự với hắn nữa. Diệp Lang gật đầu, đúng rồi, lần này cháu tu luyện có lẽ sẽ cần rất nhiều linh thạch. Đại trưởng lão hơi khó xử, linh thạch là một loại tinh thạch quý giá, bên trong có linh khí, nhà họ Diệp cũng không có bao nhiêu. Không những thế, linh thạch bình thường chỉ cho tộc trưởng và thế tử sử dụng, nhưng Diệp Huyên chưa từng dùng linh thạch, đương nhiên là vì bọn họ chặn lại. Có vấn đề gì sao? Diệp Lang hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu, không thành vấn đề, nhưng e rằng không còn nhiều linh thạch nữa. Chương 10, cảnh giới ẩn. Diệp Lang cười nói, yên tâm, chỉ là ngự khí cảnh thôi, cũng không cần bao nhiêu linh thạch. Nghe vậy, đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt. Diệp Lang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nở nụ cười châm chọc, thầm nói trong lòng, thâm sơn cùng cốc, nhưng tạm thời lợi dụng cũng được. Diệp Huyên kéo Diệp Liên về trạch viện của mình, vừa đến thì mấy người Lý Mộc cũng đã chạy tới. Diệp Huyên nhìn bọn họ, đến chỗ ta lúc này sẽ không có lợi với các ngươi. Từ sau khi hắn bị phế trước thế tử, những huynh đệ từng vào sinh ra tử với hắn trước đây gần như đều biến mất. Vì những người kia đều hiểu rõ chủ nhân tương lai của nhà họ Diệp sẽ không là Diệp Huyên hắn, mà là Diệp Lang kia. Lý Mộc chắp tay với Diệp Huyên, Diệp ca, cảm ơn chuyện khi nãy.
Diệp Huyên gật nhẹ đầu, các ngươi không ra tay, phải là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, về đi, nếu bị người của đại trưởng lão nhìn thấy thì các ngươi sẽ gặp phiền phức đấy. Lý Mộc Trần trừ một lát, sau đó nói, Diệp ca, sau này có cần gì cứ dặn dò một tiếng, huynh đệ chúng ta sẽ không chối từ. Nói xong, hắn ta dẫn mấy thị vệ xoay người rời đi. Diệp Huyên lắc đầu, thấy hắn lắc đầu, Diệp Liên ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng hỏi ca, huynh không tin tưởng bọn họ sao? Diệp Huyên cười nói, nếu ca ca của muội mạnh, lời bọn họ nói khi nãy mới là thật, còn nếu yếu, không có cơ hội vươn mình, như vậy mọi thứ đều là giả thôi. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, cực kỳ nghiêm túc nói, muội là thật, muội sẽ mãi mãi đứng về phía ca ca. Diệp Huyên cười ha ha, kéo Diệp Liên đi vào trạch viện của mình, vừa bước vào, người của Diệp Liên đã bắt đầu run rẩy dữ dội, không những thế, trên người còn có khí lạnh tản ra. Diệp Huyên hoảng hốt, hắn vội bế Diệp Liên lên giường, sau đó lấy một cái bình bạch ngọc, đổ một viên đan dược màu trắng ra cho cô bé ăn vào, sau khi ăn đan dược, sắc mặt của Diệp Liên mới tốt hơn được một chút. Diệp Liên từ từ mở mắt, tay phải của cô bé nắm chặt lấy tay Diệp Huyên, giọng nói nhỏ như muỗi ca ca, muội. Muội cảm thấy có lẽ mình không sống được bao lâu nữa. Nếu muội chết rồi, huynh mang cho cốt của muội theo bên người có được không? Muội muốn ở mãi bên cạnh huynh, huynh. Không được nói bậy. Diệp Huyên đột nhiên quát lên, hắn chừng Diệp Liên một cái, muội không được chết, huynh chắc chắn sẽ không để muội chết, tin tưởng huynh, huynh nhất định sẽ chữa khỏi cho muội. Đợi huynh đạt đến ngự khí cảnh, huynh sẽ dẫn muội đi đế đô, có được không? Nói đến đây, giọng nói của hắn dần dịu dàng hơn, huynh chỉ có một người thân là muội thôi, coi như vì huynh, muội phải cố gắng sống tiếp, có được không? Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, nước mắt của cô bé cứ thế tuôn rơi. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé, đừng khóc, khóc mãi xấu lắm, sau này còn phải lấy chồng nữa. Diệp Liên lắc đầu, không lấy chồng, muội chỉ thích mỗi ca ca thôi. Diệp Huyên cười bảo, đồ ngốc, nào, để ta kể chuyện cho muội nghe, lúc trước có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu. 15 phút sau, Diệp Liên ngủ thiếp đi. Nhìn Diệp Liên trên giường, sắc mặt Diệp Huyên rất nặng nề, vì gần đây thời gian cô bé ngủ ngày càng dài. Hơn nữa, đan dược trong bình ngọc của hắn cũng chỉ còn chưa đến 3 viên. Một lát sau, Diệp Huyên cất bình ngọc đi, hắn nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Diệp Liên, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Tuy luyện, việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, mau chóng đạt đến ngự khí cảnh, sau đó dẫn Diệp Liên đến đế đô. Ngoài ra phủ nhà họ Diệp cũng muốn giết hắn, 20 ngày sau là luận võ sinh tử, không chỉ có mình phải chết mà muội muội cũng phải chết. Diệp Huyên đang định tìm cái bóng kia để luyện tập, lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn đột nhiên vang lên, ngươi có thể tu luyện cảnh giới ẩn rồi. Diệp Huyên ngơ ngác, cảnh giới ẩn gì? Cô gái đáp, nhục thân cảnh chia làm cấp 1 đến cấp 6, nhưng rất nhiều người đều không biết sau khi biến cảnh cấp 6 còn có một cảnh là kim thân cảnh, sau kim thân cảnh mới là tiên thiên ngự khí cảnh. Diệp Huyên hơi nhíu mày, kim thân cảnh, tiền bối, sao ta chưa từng nghe nói thế? Nàng ta hờ hững trả lời, đã nói là cảnh giới ẩn rồi, người bình thường hoàn toàn không biết. Nếu ngươi đạt đến kim thân cảnh, thực lực tổng hợp của ngươi ít nhất tăng gấp đôi, luyện không? Nếu không luyện, sau này đi tìm linh kiếm cũng có thể vượt qua cảnh giới này, bước thẳng vào tiên thiên ngự khí cảnh luôn. Diệp Huyên hưng phấn hỏi, thực lực tăng lên gấp đôi. Thật sao? Cô gái bí ẩn đáp, đương nhiên. Diệp Huyên vội nói, luyện, ta luyện. Cô gái bí ẩn giảng giải, trong người ngươi đã có kiếm khí, tuy ngươi không thể truyền cái khí này ra ngoài, nhưng có thể sử dụng nó kích thích kinh mạch và ngũ tạng trong người. Lúc trước thân thể ngươi là ngoại tu, bây giờ là nội tu, nội ngoại cùng tu mới là hoàn hảo. Nhưng sẽ hơi đau đớn đấy. Diệp Huyên vung tay, sảng khoái nói, một chút đau đớn đã là gì, ta bắt đầu đây. Cô gái nói, được, rất đơn giản, chỉ cần thôi thúc những kiếm khí kia. Để chúng nó tự động lan ra khắp người ngươi là được. Diệp Huyên nghe theo, vừa ngồi xuống, hai mắt hắn đã trợn to lên, a. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy trong người mình như bị mấy chục nghìn cây kim đâm vào vậy, suýt ngất đi. Tiền bối, đây mà là một chút đau đớn ư. Đau lắm mà, ta còn tưởng chỉ đau một chút thôi. Tiền bối, đừng nói là chưa từng có ai tu luyện cảnh giới ẩn này nhé. Rất lâu trước đây có một người từng tu luyện. Nhưng lúc đó chẳng mấy chốc hắn đã chết, ta cho rằng là nguyên nhân khác.
Ta thấy ngươi đau đớn như thế, mà ta lại không thể giúp gì cho ngươi, chỉ có thể dùng nụ cười để bày tỏ sự áy náy của mình thôi. Hi hi hi. Diệp Huyên, chương 11, thiên địa dị tượng. Đau quá. Đau đến không muốn sống nữa. Vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Diệp Huyên muốn chết. Trước kia chỉ là cơn đau da thịt, nhưng lần này hắn có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng và kinh mạch trong cơ thể đang không ngừng nổ tung, tạo thành một loại đau đớn hắn chưa từng thể nghiệm. Nhìn xuống. Diệp Huyên nghiến răng, cả người run bần bật. Tuy hắn chỉ muốn ngất đi cho xong nhưng trong thâm tâm lại biết không thể làm vậy được, vì một khi ngất đi hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, khi ấy em gái hắn biết làm thế nào. Con bé mới 12 tuổi, liệu nhà họ Diệp có đối xử tử tế với nó không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngửa đầu giống lên một tiếng phẫn nộ. Hai tay hắn cuộn chặt, nét mặt vằn vẹo trong sự điên cuồng, tiếp đi, đau thêm nữa đi, ha ha. Ông đây còn chịu được. Ta, mẹ nó, đau quá. Nhẹ hơn chút không được à? Từng giây lặng lẽ trôi, không biết đã qua bao lâu, cả người Diệp Huyên chợt mềm oặt như bùn nhão mà ngã xuống đất rồi không ngừng co giật như lên cơn động kinh suốt 15 phút mới dừng lại, khi ấy toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi. Hắn sụi lơ trên mặt đất, không còn sức lực để cử động cho dù chỉ là một ngón tay. Mà cũng vào thời điểm ấy ở bên ngoài tháp giới ngục, những đám mây đen bỗng ngùn ngụt kéo đến, bao phủ lấy bầu trời trên đầu phủ nhà họ Diệp rồi rải xuống một cơn mưa trong khi những nơi khác vẫn là trời quang mây tạnh. Không những thế, một chiếc cầu vồng còn lặng lẽ hiện ra, chiếc thứ hai lại xuất hiện khi chiếc đầu tiên biến mất. Khi chiếc cầu vồng thứ ba sắp sửa ngưng tụ, tháp giới ngục trong người Diệp Huyên bỗng run lên, cầu vồng cũng theo đó mà tan biến. Thiên địa dị tượng. Cả thanh thành chấn động. Trong trời đất này, khi một số vị thiên tài tuyệt thế đột phá hoặc giác ngộ sẽ khiến thiên địa dị tượng xảy ra. Câu chuyện vốn được xem là truyền thuyết ấy vậy mà lại xuất hiện ở thanh thành hôm nay, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bầu trời phía trên phủ nhà họ Diệp. Trong phủ, đại trưởng lão dẫn tất cả tộc nhân ra quỳ xuống ở sân trước. Ông ta cung kính chắp tay lạy bầu trời, kích động nói cảm tạ trời xanh ban phúc cho nhà họ Diệp, ban phúc cho Diệp Lang. Vô số người trong họ rối rít dập đầu quỳ lạy. Cả phủ từ trên xuống dưới đều phấn khích vui mừng. Phủ thành chủ. Một người đàn ông đã có tuổi quan sát thiên địa dị tượng phía trên phủ nhà họ Diệp, sắc mặt có mấy phần khó xem, hay cho một Diệp Lang lại có thể đưa đến thiên địa dị tượng. Người đâu, truyền tin cho gia chủ nhà họ Trương và nhà họ Lý đến phủ một chuyến. Hàng loạt bồ câu đưa tin vỗ cánh bay lên từ thanh thành đi đến bốn phương tám hướng, tạo thành một khung cảnh ấn tượng. Thiên tuyển nhân tuy hiếm thấy nhưng việc nhà họ Diệp có một người cũng không phải bí mật gì, có điều thiên tuyển nhân lại còn có thể đưa đến thiên địa dị tượng mới càng hiếm gặp hơn. Người trong thành đều biết thế lực họ Diệp sắp sửa trỗi dậy, không chỉ ở Thanh Thành mà còn ở Khương Quốc, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu. Người nhà họ Diệp ai nấy đều xôi trào. Đại trưởng lão không những hào phóng thưởng một tháng tiền tiêu vặt mà còn trực tiếp vượt qua tộc trưởng, phong Diệp Lang làm thiếu tộc trưởng. Giữa thế tử và thiếu tộc trưởng có sự khác biệt, người trước chỉ đại diện cho thế hệ trẻ của phủ nhà họ Diệp, mà người sau mới chính là nhân vật đứng hàng thứ hai trong cả phủ. Đại trưởng lão không hề bận tâm chuyện mình vừa vượt quyền, ông ta cho rằng Diệp Lang sau này tất sẽ thành rồng hóa phượng, tộc trưởng có thể ý kiến gì. Về sau toàn bộ phủ nhà họ Diệp đều phải dựa vào Diệp Lang mà sống. Trong khoảnh sân của mình, Diệp Lang ngẩng đầu nhìn dị tượng đang xảy ra kia, chau mày. Hắn ta thật sự đã đột phá từ khí biến cảnh cấp 6 đến ngự khí cảnh, nhưng đó đã là chuyện của một tiếng trước, mà thiên địa dị tượng này lại vừa mới xuất hiện, vì vậy hắn ta không thể xác định rằng việc này là do hắn ta đưa tới. Nhưng chỉ chốc lát sau, Diệp Lang khẽ cười một tiếng khinh miệt, còn ai ngoài ta có thể đưa đến thiên địa dị tượng này? Xem ra đời này Diệp Lang ta chắc hẳn sẽ chiếm được một vị trí trên bảng yêu nghiệt kia rồi. Sau đó hắn ta đứng dậy rời đi. Tháp giới ngục. Diệp Huyên không biết mình đã nằm sóng xoài tại đây trong bao lâu, cho đến khi giọng nói của cô gái bí ẩn vang lên, ngươi ngồi dậy nhìn thân thể của mình đi. Hắn chậm chạp nâng người dậy rồi nhìn lại bản thân, sau đó ngẩn ngơ khi thấy làn da mình được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt. Đây là, Diệp Huyên nhìn bốn phía đầy khó hiểu. Cô gái bí ẩn nói, đây là kim thân cảnh, nghĩa là thể xác đã tu luyện thành kim thân. Thể xác là cơ bản, trong đó nhục thân cảnh là nền móng cơ sở. Quyết định xem sau này ngươi sẽ đi được bao xa. Người thường khi tu luyện chỉ tập trung vào bên ngoài mà bỏ qua bên trong,
nhưng thật ra bên trong mới là quan trọng nhất. Xương cốt và lục phủ ngũ tạng phải dẻo dai bền bỉ mới có thể chịu đựng áp lực từ bên ngoài. Tuy ngươi đã phải chịu những đau đớn không đến từ chính bản thân nhưng về sau cũng sẽ có lợi, không, thật ra bây giờ ngươi cũng đã được lợi rất nhiều rồi. Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu rồi nắm tay lại. Khi cảm nhận được một luồng sức mạnh vô ngần đang tuần hoàn trong người, hắn mừng rỡ không thôi. Cô gái bí ẩn nói không sai, sức mạnh hiện giờ của hắn còn nhiều hơn cả gấp đôi so với trước kia. Không những thế, độ cứng cáp của cơ thể so với khi xưa quả là một trời một vực, cho dù có phải đấu với một người ở ngự khí cảnh, quen sống trong nhung lụa như đại trưởng lão cũng không hề gặp áp lực. Bỗng Diệp Huyên nghĩ đến gì đó, vội vàng hỏi tiền bối có cách chữa chứng thương hàn của em gái ta không? Nàng ta im lặng hồi lâu mới trả lời, là cô bé kia. Diệp Huyên gật đầu lia lịa. Tất nhiên ta có cách, nhưng cô bé ấy không thể vào tháp này. Vì sao? Diệp Huyên hỏi. Cô gái bí ẩn nói, tháp linh đã rơi vào trạng thái ngủ say, tuy nó nhận ngươi làm chủ nhưng đạo tắc của ngươi gần như không có, không thể dẫn người khác vào đây. Nếu ngươi cố tình cưỡng chế, bản năng của tháp sẽ tiêu diệt người nó không công nhận. Những lời này khiến sắc mặt Diệp Huyên nhuốm màu ủ rột. Xem ra hắn chỉ còn cách đưa em đến đế đô chữa bệnh mà thôi. Trước mắt hắn lại có một vấn đề khó giải quyết khác, muốn đạt đến ngự khí cảnh cần phải hấp thu linh kiếm, nhưng đừng nói nhà họ Diệp, e rằng lục tung cả thanh thành lên cũng không tìm nổi một thanh. Thứ quý giá như vậy chỉ có nơi phồn hoa như đế đô Khương Quốc mới sở hữu. Đế đô. Diệp Huyên thì thầm, xem ra bắt buộc phải đến đó rồi. Hắn luyện kiếm thuật thêm một hồi rồi rời khỏi tháp giới ngục. Khi hắn đã biến mất, một giọng nói bỗng nỉ non cô bé kia. Có hơi kỳ lạ. Chương 12, bây giờ ta cũng được xem như kiếm tiên đúng không? Diệp Huyên vừa trở về phòng thì Diệp Liên đã bước vào với gương mặt rầu rĩ không vui. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Cô bé đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng báo cáo, đại ca, Diệp Lang kia đưa đến thiên địa dị tượng, người trong tộc ai cũng hân hoan rạng rỡ. Hắn ta còn được đại trưởng lão phong làm thiếu tộc trưởng, sau này sẽ trở thành tộc trưởng nhà ta. Thiên địa dị tượng. Diệp Huyên khẽ như mày. Hắn có biết một số truyền thuyết kể về những nhân vật thuộc hàng yêu nghiệt trên thế gian có thể đưa đến thiên địa dị tượng khi đột phá, nhưng nó vẫn luôn là truyền thuyết, thanh thành trước giờ chưa từng có yêu nghiệt nào như vậy. Hắn thật sự không ngờ Diệp Lang lại có thể đưa đến thiên địa dị tượng, xem ra hắn ta quả thật là yêu nghiệt. Bỗng Diệp Liên khịt mũi một cái, thiên địa dị tượng gì chứ, dù sao đại ca vẫn lợi hại nhất. Diệp Huyên mỉm cười, muội yên tâm. Còn 10 ngày nữa là đến trận tỷ thí sinh tử của ta và hắn, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi phủ nhà họ Diệp. Rời khỏi đây à, Diệp Liên ngạc nhiên, vậy chúng ta có còn trở lại không? Trở lại ư? Diệp Huyên im lặng. Hai anh em hắn lớn lên ở đây từ nhỏ, đã xem nơi này như nhà của mình. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hắn phát hiện những trưởng lão kia gần như không để hắn và Diệp Liên vào trong mắt. Nếu không phải hắn vẫn còn tác dụng thì e rằng cả hai anh em đã bỏ mạng từ lâu rồi. Mà hiện giờ, gia tộc lập tức từ bỏ hắn sau khi tìm được người tốt hơn. Hắn còn từng cho rằng nếu có ngày hắn hy sinh, nhà họ Diệp sẽ nhớ công lao hắn vào sinh ra tử vì họ mà chăm sóc Diệp Liên. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu hắn chết thật thì kết cục của em hắn chỉ có một chữ thảm mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười cười, vuốt tóc Diệp Liên, muội có thích nơi này không? Diệp Liên cũng lắc đầu, trước kia muội thích vì có đại ca, nhưng bây giờ không thích nữa. Gia tộc quá bất công với huynh, huynh đã bỏ ra nhiều công sức như vậy vì họ mà lại bị họ đối xử như thế, đại trưởng lão thật sự không biết công bằng là gì. Lại còn những trưởng lão khác cũng không ra mặt thay huynh nữa, ai cũng xấu hết. Diệp Huyền mỉm cười, muội yên tâm, trời đất bao la, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thì nơi nào cũng là nhà. Diệp Liên nở nụ cười trúng chím. Nhào lên ôm lấy anh trai, miễn là muội được ở bên huynh thì đi đâu cũng được. Diệp Huyên cũng bật cười, vui đùa cùng em gái trong chốc lát rồi lại trở vào tháp giới ngục. Hắn phải tu luyện. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc tỷ thí với Diệp Lang, hiện giờ đối phương còn gọi đến thiên địa dị tượng, hắn lại càng không dám lười biếng. Diệp Huyên mở tay phải ra, thấy một thanh kiếm màu bạc lặng lẽ xuất hiện thì phấn khích hỏi, tiền bối à, bây giờ ta cũng được xem như kiếm tiên đúng không? Kiếm tiên. Cô gái bí ẩn nhếch mép, ngươi còn phải đi 18.000 dặm mới tới. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao?
Nàng ta giải thích, chỉ có những ai lĩnh ngộ được kiếm ý, nắm giữ được sự chân chính của kiếm đạo mới có thể được gọi là kiếm tiên. Ngươi bây giờ còn chưa phải là kiếm chủ nữa, chỉ miễn cưỡng xem như kiếm tu mà thôi. Diệp Huyên nghe mà phát ngại. Cô gái tiếp lời, việc ngươi cần làm bây giờ là trở thành một kiếm tu đạt tiêu chuẩn. Đừng trách ta không nhắc ngươi, tiểu tử, thế gian này không thiếu kiếm tu nhưng kiếm tiên lại quá ít, ở giới này có tầm 10 người đã là không tệ. Nguyên nhân vì sao thì sau này ngươi sẽ biết, ta chỉ có thể nói rằng kiếm đạo này rất khó đi. Diệp Huyên gật đầu, có khó khăn cách mấy ta cũng sẽ liều mạng mà đi. Sự kiện lần này với nhà họ Diệp đã dạy cho hắn rằng muốn chăm sóc em gái chỉ có thể dựa vào bản thân chứ tuyệt đối không thể trông cậy vào gia tộc, mà muốn làm được điều đó chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại. Thế giới này vô cùng thực tế, nếu ngươi không có giá trị thì sẽ không được ai xem trọng cả. Diệp Huyên cắt đứt dòng suy nghĩ, thấp giọng hỏi, tiền bối, làm sao để trở thành kiếm tu đạt tiêu chuẩn? Cô gái đáp, dùng kiếm cắt tóc. Diệp Huyên ngạc nhiên, đơn giản thế à? Nàng ta cười nhạt, vậy ngươi thử xem. Diệp Huyên giật một sợi tóc ra rồi vung kiếm lên. Hắn giật mình khi nhận ra sợi tóc đã nát vụn chứ không phải bị cắt đôi. Giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên, đã có sức mạnh thì phải học cách sử dụng nó, càng phải học góc độ ra kiếm, tốc độ rút kiếm và cách vận dụng mọi khía cạnh của kiếm, thậm chí phải tính cả hướng gió. Ta ước chừng ngươi sẽ phải học cách chém cả mấy chục nghìn sợi tóc mới có thể nắm giữ được những điều tinh túy này. Diệp Huyên hít sâu một hơi, ta không thiếu tóc. Rồi bắt đầu điên cuồng vung kiếm. Cùng lúc ấy, ngoài tháp giới ngục, phủ nhà họ Diệp đã trang trí tưng bừng náo nhiệt, mở tiệc mời gần như tất cả những ai có địa vị ở Thanh Thành đến chung vui. Không chỉ vậy, người trong tộc cũng bắt đầu xem gia tộc mình là số một trong thành. Dưới khí thế như mặt trời ban trưa của nhà họ Diệp, ngay cả người của phủ thành chủ, nhà họ Lý và nhà họ Trương cũng đành ngoan ngoãn đến chúc mừng. Trên chiếc ghế trong sảnh đón khách, đại trưởng lão ngồi với đôi mắt khép hờ, không biết đang chờ đợi điều gì. Một lão già bước vào, thưa đại trưởng lão, thành chủ và gia chủ hai nhà họ Lý, họ Trương đã đến. Đại trưởng lão mở mắt, nhàn nhạt nói, Diệp Vũ, nói cho họ biết ta đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp khách, nửa canh giờ sau sẽ gặp. Diệp Vũ do dự, đại trưởng lão, việc này. Đôi mắt đại trưởng lão lại khép lại, bây giờ là lúc cho chúng biết ai mới là chủ nhân của Thanh Thành này. Chương 13, ai dám nói muội muội ta? Ngoài phủ nhà họ Diệp. Diệp Vũ chắp tay với một ông lão và hai người đàn ông trung niên trước mặt thành chủ Khương, gia chủ Lý, gia chủ Trương, thật ngại quá, đại trưởng lão đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể gặp khách, nhưng ba người có thể đợi nửa canh giờ, chắc lúc đó đại trưởng lão cũng dậy rồi. Gia chủ Lý Ngọc của nhà họ Lý hít mắt lại, bảo bọn ta đợi nửa canh giờ. Diệp Vũ gật đầu, cười nói, đương nhiên nếu ba người không muốn đợi cũng có thể ra về. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi. Nhà họ Diệp bây giờ đúng là không cần phải nể mặt mấy nhà khác nữa. Dù bây giờ thực lực tổng hợp của nhà họ Diệp không bằng ba nhà, nhưng tất cả người nhà họ Diệp đều tin không cần bao lâu nữa, nhà họ Diệp sẽ là tồn tại mấy nhà khác chỉ có thể ngước nhìn. Thấy Diệp Vũ rời đi, sắc mặt ba người Lý Ngọc lập tức trở nên khó coi. Lý Ngọc lạnh lùng nói, đại trưởng lão của phủ nhà họ Diệp này đúng là kiêu ngạo ghê. Thành chủ Khương Niệm của Thanh Thành nhẹ giọng nói, bây giờ bọn họ có Diệp Lang, đương nhiên có thể không để mấy nhà chúng ta vào mắt rồi. Gia chủ nhà họ Trương Trương Liệt cười châm chọc, đây là một người làm quan, cả họ được nhờ đấy. Nhưng đại trưởng lão hành động kiêu ngạo không biết chừng mực như thế cũng không phải chuyện tốt với nhà họ Diệp. Nói xong, ông ta nhìn về phía Lý Ngọc và Khương Niệm, hai vị, trước đó chúng ta còn đang do dự rốt cuộc có muốn hợp tác không, bây giờ xem ra không hợp tác thì không xong rồi. Khương Niệm và Lý Ngọc nhìn nhau, sau đó ba người gật đầu, rõ ràng thái độ của nhà họ Diệp đã khiến bọn họ không thể không hợp tác. Nửa canh giờ sau, ba người đi vào điện tiếp khách của nhà họ Diệp. Đại trưởng lão đi tới nghênh đón, chắp tay, thật ngại quá, gần đây lão phu tham ngủ. Khiến ba người phải đợi, mong ba người thông cảm. Khương Niệm cười đáp, đâu có, gần đây đại trưởng lão quá bận rộn, chúng ta hiểu mà, hiểu mà. Đại trưởng lão cười ha ha, nào, mời ba vị ngồi. Ba người Khương Niệm ngồi xuống, đại trưởng lão nhìn họ một cái, cười nói, hôm nay ba vị cùng đến đây, có lẽ là có chuyện gì đúng không? Lý Ngọc cười nói, đương nhiên là đến chúc mừng nhà họ Diệp có một thiên tuyển nhân rồi. Đây là niềm vui của Thanh Thành chúng ta.
Chúc mừng. Đại trưởng lão cười nói, Diệp Lang tỉnh lại, còn dẫn đến thiên địa dị tượng, đây là trời cao chiếu cố nhà họ Diệp ta. Nói xong, ông ta nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó cười nói, cảm ơn ba vị đến đây chúc mừng nhà họ Diệp. Lúc này, gia chủ Lý Niệm tiến lên chắp tay, đại trưởng lão, trước đây giữa nhà họ Lý ta và nhà họ Diệp xảy ra rất nhiều chuyện không vui, mong nhà họ Diệp rộng lòng tha thứ. Gia chủ Trương Liệt cũng đứng dậy chắp tay, đại trưởng lão, trước đây nhà họ Trương ta cũng đắc tội nhiều rồi, mong nhà họ Diệp bỏ qua cho. Trước đây nhà họ Trương và nhà họ Lý có thể nói là kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Diệp, đặc biệt là nhà họ Trương, thế tử trước đây của nhà họ Diệp đã chết trong tay bọn họ. Mà bây giờ, nhà họ Trương và nhà họ Lý không thể không cúi đầu, vì nhà họ Diệp xuất hiện một thiên tuyển nhân, hơn nữa còn là thiên tuyển nhân có thể dẫn đến thiên địa dị tượng. Lúc này, bọn họ không cúi đầu, sau này có thể sẽ rơi đầu luôn. Đại trưởng lão uống trà, không nói gì. Theo sự im lặng của đại trưởng lão, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Trương Liệt nhìn về phía thành chủ Khương Niệm các đó không xa, Khương Niệm cười khẽ, đại trưởng lão, mọi người đều là người của Thanh Thành, mà Thanh Thành chỉ lớn có nhiêu đó, mọi người ở đây ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, khó tránh khỏi xung đột, bây giờ nhà họ Diệp nhất định sẽ phát triển hơn. Đối thủ chắc chắn cũng là một vài hào môn thời bấy giờ, ông thấy có đúng không? Đại trưởng lão cười khẽ, nếu Khương Huynh đã nói thế thì ta còn có thể nói gì nữa? Thế này nhé, mấy năm gần đây nhà họ Diệp ta sống rất khó khăn, trong vòng 10 năm, quyền khai thác mỏ vàng xung quanh Thanh Thành giao cho nhà họ Diệp chúng ta nhé. Nghe vậy, mọi người lập tức xa sầm mặt, có thể nói là tức giận. Mỏ vàng. Những gia tộc trong Thanh Thành này sống dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào mỏ vàng, mà mâu thuẫn của mấy nhà cũng xuất phát từ mỏ vàng, vì xung quanh Thanh Thành có một vài vùng mỏ, mà mỗi khi phát hiện một vùng mỏ gần như đều phải đấu một trận sống chết. Không có nhà nào muốn buông tay, vì mỏ vàng đại diện cho tài nguyên, một gia tộc không còn tài nguyên, người bên trên không thể tu luyện, người bên dưới không thể bồi dưỡng, cứ tiếp tục như thế, diệt vong cũng là chuyện sớm muộn. Mà bây giờ, nhà họ Diệp vừa lên tiếng đã muốn 10 năm quyền khai thác. Chuyện này có nghĩa là mấy gia tộc trong Thanh Thành như bọn họ sẽ không có thu nhập trong 10 năm. Dù không đến mức không có đường lui, nhưng thời gian 10 năm này, e rằng mấy nhà bọn họ phải ăn cỏ sống qua ngày. Thành chủ Khương Niệm đứng cách đó không xa nhìn đại trưởng lão một cái, không nói gì mà cúi đầu uống trà. Nhưng ánh mắt của lão lại vô cùng lạnh lẽo. Không chỉ mỗi Khương Niệm, sắc mặt của hai người còn lại cũng cực kỳ khó coi. Dù trước khi đến, mấy nhà bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần bị chặt chém rồi. Nhưng bọn họ không ngờ nhà họ Diệp lại làm càn dữ như thế. Đại trưởng lão nhìn mọi người, cười nói, mọi người yên tâm, 10 năm sau, e rằng Diệp Lang đã trở thành người trên núi, đến lúc đó, ha ha. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Khương Niệm lập tức thay đổi. Người trên núi, ý là đang nói đến một vài thế lực tông môn lánh đời, câu nói này của đại trưởng lão rõ ràng là uy hiếp. Còn là uy hiếp một cách trắng trợn. Một khi Diệp Lang gia nhập những thế lực kia, đến lúc đó muốn tiêu diệt bọn họ, e rằng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nghĩ vậy, đám người Khương Niệm nhìn nhau một cái, cuối cùng, Khương Niệm đứng dậy chắp tay, nếu nhà họ Diệp đã khó khăn, vậy quyền khai thác vùng mỏ xung quanh Thanh Thành trong 10 năm tiếp theo đều thuộc về nhà họ Diệp. Đại trưởng lão cười ôm quyền, vậy thì cảm ơn. Khương Niệm gật đầu, thế bọn ta xin tạm biệt. Nói xong, ba người ra về. Lúc này, Diệp Vũ đi vào sảnh lớn, Diệp Vũ nói với giọng điệu nặng nề, đại trưởng lão, làm thế sẽ đắc tội với tất cả bọn họ đó. Đắc tội. Đại trưởng lão cười khẩy, nhà họ Diệp ta bây giờ còn sợ đắc tội bọn họ à? Một khi Diệp Lang trở thành người trên núi, muốn tiêu diệt bọn họ không phải chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi sao? Nhà họ Diệp ta chỉ cần 10 năm quyền khai thác đã là tốt bụng lắm rồi. Nói xong, ông ta vứt tay áo xoay người bỏ đi. Bên ngoài phủ nhà họ Diệp. Ba người Khương Niệm vừa ra khỏi nhà họ Diệp thì vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Khinh người quá đáng. Trương Liệt gằn giọng, nhà họ Diệp này chỉ mới có quyền có thế đã đuổi cùng giết tận rồi. Chương 14, ai dám nói muội muội ta? Lý Ngọc lạnh lùng nói, Diệp Lang kia là thiên tuyển nhân có thể dẫn đến thiên địa dị tượng. Bây giờ nhà họ Diệp có Diệp Lang, đừng nói là chúng ta. Ngay cả phủ thành chủ bọn họ cũng chẳng coi ra gì kìa. Khương Niệm lắc đầu, đừng nói nữa, bây giờ chúng ta không nhịn cũng phải nhịn, giờ ai về nhà nấy trước, đợi xem tình hình.
các ông đừng nôn nóng, hoa nở thì cũng phải tàn, nhà họ Diệp cư xử kiêu ngạo ngang ngược như thế, sẽ có ngày bọn họ gặp chuyện thôi. Nói xong, mấy người xoay người biến mất trước cửa phủ nhà họ Diệp. Sau khi nhà họ Lý, nhà họ Trương và phủ thành chủ thỏa hiệp, cả nhà họ Diệp lập tức bành trướng. Trước kia, nhà họ Diệp đối mặt với mấy nhà này có thể nói là hơi khúm núm, nhưng bây giờ, vì có Diệp Lang, cả nhà họ Diệp ai cũng tự tin hơn, cực kỳ tự tin. Đồng thời, rất nhiều con cháu của nhà họ Diệp còn tự cho mình là gia tộc đứng đầu Thanh Thành, không chỉ con cháu nhà họ Diệp nghĩ thế mà cả những trưởng lão kia cũng cho là vậy. Bây giờ, tất cả mọi người gần như đều nâng niu Diệp Lang trong lòng bàn tay, mà lúc này, rất nhiều người chợt nhớ đến Diệp Huyên. Nghe nói gì chưa? Diệp Huyên kia đã lâu rồi không rời khỏi trạch viện của mình. Hắn ta dám ra à? Bây giờ trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Thành, có ai khiến Diệp Lang Huynh phải sợ chứ? Không đúng, trong thế hệ trẻ tuổi của cả Khương Quốc, Diệp Lang Huynh cũng nằm trong những người tài ba hàng đầu. Còn Diệp Huyên này, e rằng còn không xứng xách dép cho Diệp Lang Huynh. Cũng phải, hay, lúc trước nếu hắn ta chịu dập đầu nhận lỗi thì đã có thể giữ được mạng rồi. Quan tâm hắn ta sống hay chết làm gì, ngươi biết bây giờ con cháu nhà họ Diệp chúng ta ở bên ngoài nở mày nở mặt biết bao nhiêu không? Hôm qua ta gặp một thiếu gia của nhà họ Trương, ông đây đi tới đánh cho một cái mà hắn ta còn không dám nói gì. Ha ha, hôm qua ta gặp thế tử của nhà họ Lý ở viện Nghi Xuân, trước đây trong mắt đối phương chỉ có mỗi Diệp Huyên, nhưng hôm qua, ông đây bảo hắn ta cút, hắn ta cũng lập tức cút luôn, không dám nói lại một câu. Thật sự quá đã. Thì đúng rồi còn gì. Bây giờ Thanh Thành do nhà họ Diệp chúng ta định đoạt. Tất cả những điều này đều nhờ Diệp Lang Huynh mang đến. Đi, chúng ta đi thăm hỏi Diệp Lang Huynh đi. Ngoặc kép, trong tháp giới ngục, Diệp Huyên cầm kiếm linh tiêu trong tay không ngừng vung chém. Điên cuồng luyện tập. Đối với Diệp Huyên, việc hắn muốn làm bây giờ là trở thành một kiếm khách. Từ nhỏ hắn và em gái sống nương tựa vào nhau, hiểu rất rõ tầm quan trọng của thực lực, đặc biệt là sau lần này, hắn càng hiểu rõ hơn một điều, người nếu thất thế, thật sự không bằng con chó. Dù hắn làm nhiều chuyện, trả giá nhiều như thế vì nhà họ Diệp, nhưng nhà họ Diệp nói vứt bỏ hắn là vứt bỏ. Làm người, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trong tháp, không biết Diệp Huyên đã vung kiếm bao nhiêu lần, mà bây giờ, hắn đã có thể một kiếm cắt tóc, có thể nói, bây giờ hắn đã xem như một kiếm tu rồi. Nhưng vẫn chưa đủ. Tốc độ và việc sử dụng sức mạnh của hắn bây giờ chỉ có thể xem như một kiếm tu bình thường thôi, vẫn còn cách đại kiếm tu một khoảng. Tu luyện không có 5 tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, giao hẹn sống chết một tháng của hai người chỉ còn lại chưa đến 3 ngày. Lúc này, Diệp Huyên ra khỏi tháp giới ngục, vừa bước ra, hắn đã lập tức nhíu mày, vì lúc này, Diệp Liên phải đến đưa cơm mới đúng. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Huyên vội chạy đến phòng của Diệp Liên, lúc này, Diệp Liên đang nằm trên giường run lẩy bẩy, trên tóc cô bé còn có xương trắng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên hoàn toàn thay đổi. Hắn vội chạy đến, sau đó lấy bình bạch ngọc ra, nhưng trong bình bạch ngọc lại trống không. Hết đan dược rồi. Diệp Huyên tát mạnh mình một cái, chết tiệt, mình quên mất không còn đan dược nữa, thật đáng chết mà. Nói xong, hắn lại tát mình thêm cái nữa, sau đó vội xoa má Diệp Liên, run rẩy nói, đợi, đợi ca ca sẽ về ngay. Nói xong, hắn như phát điên chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng thuốc của nhà họ Diệp. Diệp Huyên đi ra rồi. Khi thấy Diệp Huyên, một vài con cháu của nhà họ Diệp lập tức truyền tin đi, mấy người nhiều chuyện còn chạy đến vây lấy hắn. Nếu là trước đây, đương nhiên bọn họ không dám, nhưng bây giờ Diệp Lang quật khởi, đám con cháu này cũng không còn sợ Diệp Huyên như trước đây nữa. Trên đường, một đám con cháu của nhà họ Diệp đột nhiên chặn đường Diệp Huyên, người dẫn đầu tên Diệp Phong, cũng là cháu trai của đại trưởng lão, đường đệ ruột của Diệp Lang. Diệp Phong nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên, trốn tránh nhiều ngày như vậy, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy ra ngoài thế? Diệp Huyên không thèm quan tâm đám người Diệp Phong, đi về phía phòng thuốc ở xa xa, nhưng Diệp Phong lại di chuyển đến trước mặt Diệp Huyên một lần nữa, cười nói, Diệp Huyên, thấy ngươi vội vã như vậy, chẳng lẽ muội muội ốm đau của ngươi sắp chết rồi hả? Nếu vậy thì ta chúc mừng ngươi trước, dù gì sau này ngươi cũng sẽ ít đi một kẻ kéo chân rồi, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tiến lên, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đấm một cú lên cổ họng của gã. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên.
Tất cả mọi người xung quanh đều hóa đá. Diệp Phong kia thì trợn tròn hai mắt, con người trong tròng mắt nứt ra. Lúc này, Diệp Huyên rút dao găm bên hông ra, cắt một cái lên cổ họng của Diệp Phong. Dẹt! Đầu của Diệp Phong cứ thế rơi xuống đất. Diệp Huyên cất dao găm đi, nhìn thoáng qua con cháu của nhà họ Diệp bằng ánh mắt dữ tợn, ai dám nói xấu muội muội ta thêm câu nào nữa, ông đây sẽ khiến kẻ đó câm miệng cả đời. Chương 15, đan dưỡng thần. Cả viện lặng ngắt như tờ. Nỗi sợ hãi và khiếp đảm xâm chiếm vẻ mặt đám con cháu nhà họ Diệp. Ai trong gia tộc cũng biết Diệp Huyên yêu thương em gái vô cùng, có gọi là cuồng em cũng chẳng sai, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn có thể làm ra chuyện như thế này vì em gái. Diệp Phong này cũng là cháu trai của đại trưởng lão, là đường đệ ruột của Diệp Lang, vậy mà Diệp Huyên nói giết là giết. Diệp Huyên không để tâm đến đám con cháu còn lại mà lao thẳng đến phòng thuốc nhà họ Diệp, vừa khéo gặp một ông già đang đi ra. Người này là Diệp Kình, trưởng lão trông coi phòng thuốc trong phủ, thấy hắn đến thì lập tức nhíu mày, Diệp Huyên, ngươi định làm gì? Diệp Huyên đi đến trước tủ thuốc, ánh mắt lướt qua một lượt rồi nhanh chóng dừng lại tại một hộp tủ nọ, nhưng khi kéo ra thì phát hiện bên trong trống rỗng. Sắc mặt hắn lạnh đi, quay phát về phía Diệp Kình, đan dưỡng thần. Đôi mắt Diệp Kình nheo lại, lão phu đã cất nó đi rồi. Diệp Huyên, gia tộc không còn cung cấp thuốc cho em gái ngươi nữa, ngươi. Diệp Huyên không nói gì, bỗng nhiên chộp lấy cái cân to bằng nắm đấm trên quầy thuốc bên cạnh ném thẳng vào người Diệp Kình. Ông ta biến sắc, cuống quýt lách mình né tránh cái cân, nhưng sau đó lại toát hết mồ hôi khi thấy Diệp Huyên bất thình lình hiện trước mặt với nắm đấm đang trên đà vung thẳng vào đầu ông ta. Vô cùng đơn giản, vô cùng trực tiếp. Diệp Kình phát hoảng, vội vàng đáp trả bằng tay phải. Quỳnh! Một âm thanh trầm thấp vang lên khi hai nắm đấm chạm nhau. Diệp Kình lảo đảo, không ngừng thối lui về sau cho đến khi va vào góc tường. Diệp Huyên và nắm đấm của hắn lại xuất hiện trước mặt ông ta, mục tiêu lần này vẫn là đầu. Đồng tử Diệp Kình co rút lại, hốt hoảng la lên ta cho. Ta cho ngươi. Nắm đấm của Diệp Huyên dừng lại khi chỉ còn cách mặt ông ta có mấy tấc. Diệp Kình nhìn thiếu niên trước mặt mà kinh hãi vô cùng. Ông ta tuy không thường xuyên chiến đấu nhưng cũng đã lên đến khí biến cảnh. Mà Diệp Huyên theo hiểu biết của ông ta thì chỉ mới đến bất tức cảnh cấp 5 mà thôi. Vậy mà chỉ mới qua một hiệp giao tranh, ông ta đã thua hoàn toàn. Sức mạnh của Diệp Huyên quá khủng khiếp. Diệp Kình thấy Diệp Huyên đưa tay ra thì khẽ biến sắc nhưng không dám dở trò gì nữa, vội vàng đặt một chiếc bình ngọc trắng vào tay hắn. Diệp Huyên mở nó ra, thấy bên trong chỉ có 15 viên đan dưỡng thần. Thấy đôi mày hắn cau lại, Diệp Kình vội vã giải thích, Diệp Huyên. Loại đan này quý giá vô cùng, Thanh Thành không có, chúng ta phải đặt mua từ bên ngoài về. Đây là số lượng còn dư lại từ lần trước. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi cất bình vào, hỏi, ta liều mạng vì gia tộc bao nhiêu năm qua, bây giờ lấy chút thuốc này không tính là quá trớn chứ. Diệp Kình chỉ nhìn hắn mà không hé răng. Diệp Huyên cũng không dè dặt nữa, định xoay người rời đi, không ngờ lại nhìn thấy đại trưởng lão dẫn theo một đám trưởng lão khác bao vây bên ngoài. Hiển nhiên họ đã biết chuyện hắn nổi điên giết người. Đôi mắt đại trưởng lão xoáy vào người Diệp Huyên, cháu ta chỉ nói vài câu, ngươi cần gì phải giết nó. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt ông ta, ông không biết dạy cháu thì để ta dạy hộ. Hắn lặng lặng nhìn đôi tay đại trưởng lão chậm rãi siết lại, tuy gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt đã tỏa sát khí. Bỗng đại trưởng lão gần giọng quát lên, giết nó cho ta. Mấy người thị vệ trong phủ sấn sổ về phía Diệp Huyên. Khóe môi hắn nhếch lên, chân khẽ nhấc, cả người biến mất. Khi chưa ai kịp nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, tên thị vệ đi đầu đã bay ra xa mấy mét. Không dừng lại ở đó, Diệp Huyên tung người lên, chân như một chiếc roi quét về phía tên thị vệ vừa nhào đến khiến gã cũng gia nhập hàng ngũ bị đá văng với một tiếng rầm. Sau đó, hắn không chần chừ mà xông đến mục tiêu kế tiếp, đại trưởng lão. Gương mặt đại trưởng lão méo mó vì lửa giận, bước lên tung trưởng. Diệp Huyên lập tức đáp lễ bằng nắm đấm. Đấm vừa chạm trưởng, đại trưởng lão đã bị chấn động, không ngừng lui về 10 bước, nhưng Diệp Huyên không suy xuyển dù chỉ một bước. Ông ta khiếp sợ nhìn hắn, sao có thể? Đan điền của ngươi đã vỡ nát, lấy đâu ra sức mạnh này? Nghe vậy, Diệp Huyên không khỏi nheo mắt, làm sao ông biết chuyện đó? Đại trưởng lão chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì nhưng Diệp Huyên đã hiểu. Kẻ bí ẩn đánh lén hắn chắc chắn là do ông ta phái đến.
Vào lúc sát ý trong mắt hắn dâng lên ngùn ngụt, một giọng nói đã cắt ngang, Diệp Huyên, ngươi đi đi. Mọi tầm mắt đổ dồn vào người vừa lên tiếng, Diệp Lang. Diệp Huyên lạnh lùng liếc hắn ta một cái rồi lập tức bỏ đi, không hề dây dưa nữa. Thị vệ đứng gần đó cũng không cản hắn lại mà chỉ nhìn Diệp Lang. Đại trưởng lão đứng bên cạnh hắn ta hỏi với vẻ khó hiểu, Diệp Lang, cho dù cháu và nó có hẹn tỷ thí không màng sống chết, nhưng... Nhưng nó đã giết anh họ cháu, việc này. Diệp Lang ngắt lời ông ta, ông cứ yên tâm, hai ngày sau cháu sẽ giúp ông trả thù. Hai tay đại trưởng lão siết chặt, mặt tái xanh, không nói nên lời. Diệp Lang cười, cháu biết tên phách lối càn rỡ ấy đáng chết, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hai ngày sau, ông hãy loan tin cho mọi người ở Thanh Thành đến xem tỷ thí. Cháu muốn dùng trận chiến này để vang danh. Đại trưởng lão không khỏi nhíu mày, cháu có ý gì? Nụ cười trên môi Diệp Lang vẫn không tắt, chỉ có Khuếch Trương Thanh Danh mới có thể được những thế lực bên ngoài trên núi kia chú ý. Diệp Huyên chính là kẻ đầu tiên cháu muốn dẫm dưới chân, khi ấy cháu sẽ vang danh khắp Thanh Thành, đó chính là cơ hội được họ để mắt tới. Sắc mặt đại trưởng lão nhẹ nhõm hẳn đi, cũng phải, những thế lực kia đều ở tận nơi xa xôi, nếu không gây động tĩnh lớn thì khó mà được họ để ý. Diệp Lang gật đầu, đại trưởng lão cứ yên tâm. Hai ngày sau, cháu sẽ bắt hắn phải chết trong tủi hổ trên lôi đài, trả mối hận trong lòng ông. Đại trưởng lão cũng gật gù, rồi như nghĩ đến gì đó mà nghiêm mặt dặn dò, tuy đan điền hắn đã nát nhưng sức mạnh tuyệt đối không thể xem thường, cháu không được phép khinh địch. Diệp Lang mỉm cười nhìn lại, tuy không nói gì nhưng trong lòng đã thầm khinh bỉ. Hắn ta đã thấy rõ ràng đại trưởng lão rơi vào thế yếu khi đối mặt với Diệp Huyên như thế nào. Trong lòng hắn, không phải Diệp Huyên quá mạnh, mà là đại trưởng lão quá yếu. Thân là võ giả nhưng chỉ biết sống trong nhung lụa, không vượt qua được giới hạn của thân xác phàm tục thì gọi là một lão già cũng không quá đáng. Trong lòng Diệp Lang, không chỉ đại trưởng lão mà tất cả các trưởng lão trong phủ đều là những lão già như vậy. Hắn ta dõi về phương hướng Diệp Huyên đi xa, cười nhạt, có thể trở thành đá kê chân cho ta cũng là vinh hạnh của ngươi. Chương 16, Quốc Sĩ. Diệp Huyên vừa đặt chân vào phòng đã vội vã đổ một viên đan dưỡng thần ra tay, nhìn Diệp Liên nuốt xuống mà vẫn chưa hết hãi hùng, đồng thời cũng tự trách mình sao lại quên mất việc thuốc thang của em. Không lâu sau, Diệp Liên chậm rãi mở mắt dưới ánh nhìn sốt ruột của anh trai. Thấy hắn, cô bé nở nụ cười ngọt ngào, đại ca, nhìn thấy huynh thật tốt quá. Diệp Huyên cũng mỉm cười, nắm lấy tay em vỗ về, muội thấy đỡ hơn không? Cô bé gật đầu, không còn lạnh nữa. Diệp Huyên khẽ nói, lỗi tại huynh, huynh hứa chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa, tuyệt đối không. Đôi mắt đang nhìn anh trai của Diệp Liên bỗng nhỏ xuống một giọt lệ, đại ca, trước kia muội không muốn làm gánh nặng cho huynh nên chỉ muốn chết đi. Nhưng vừa rồi muội lại sợ lắm, muội sợ sau khi chết rồi, huynh sẽ chỉ còn lại một mình. Muội muốn ở bên huynh mãi mãi. Khóe mắt Diệp Huyên cũng ươn ướt, cười nói, Liên Nhi không sao, hai anh em mình cũng sẽ không sao. Diệp Liên đưa tay lên gạt nước mắt, muội nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh, để có thể ở bên huynh cả đời. Diệp Huyên ngoéo lấy ngón tay cô bé, nhoẻn cười, vậy chúng ta hứa rồi nhé, không ai được chết trước ai hết. Cô bé nguýt hắn, đại ca, chỉ có trẻ con mới ngoéo ngón tay thôi. Diệp Huyên bật cười, trong lòng huynh, muội vĩnh viễn là một đứa trẻ. Đôi môi Diệp Liên lập tức mỉm cười tươi tắn như một đóa hoa, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Lần này Diệp Huyên không lập tức tu luyện nữa mà lại cõng Diệp Liên đi dạo phố một vòng. Gần đây cô bé cứ ở mãi trong phủ nhà họ Diệp, không có cơ hội đặt chân ra ngoài khiến người làm anh như hắn áy náy vô cùng. Bây giờ có chút thời gian rảnh, hắn tất nhiên phải bù đắp cho cô bé. Dù sao thì trong lòng Diệp Huyên, trời đất bao la, em gái lớn nhất. Thanh Thành là một tòa thành nhỏ, dân số không vượt quá 200.000, thuộc vào hàng dưới chót của Khương Quốc. Tuy vậy nhưng nó cũng vô cùng náo nhiệt, hàng quán tạp kỹ đầy đủ, muốn gì có nấy. Phủ nhà họ Diệp vừa hay tin Diệp Huyên đưa em gái đi thì lập tức phái người bám theo. Đại trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, họ cũng sợ hắn chạy mất. Về phần Diệp Huyên, chỉ cần mấy kẻ lén lút thập thò ấy không gây ra chuyện gì thì hắn cũng không buồn quan tâm. Đại ca, muội tự đi được mà. Đừng nói bừa, muội vẫn còn yếu lắm, đi cái gì mà đi. Để huynh cõng thêm chút nữa. Ồ, thật à? Diệp Huyên cõng Diệp Liên đi dạo hết non nửa Thanh Thành,
đến khi hoàng hôn buông xuống mới chuẩn bị trở về. Đúng lúc họ đi ngang qua cổng thành, chợt thấy một cô gái đang cưỡi ngựa phi nước đại đến. Trang phục trên người nàng ta là một màu trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần, tay phải cầm một cây thương dài màu bạc, mũi thương sáng quắc như sao xa. Cô gái sở hữu gương mặt trái xoan và đôi mắt phượng, ngũ quan hoàn hảo như được tạc, dung mạo xinh đẹp đến mức khiến ai nhìn thấy cũng không thể quên, cũng là cô gái đẹp nhất Diệp Huyên từng thấy. Khi người con gái không khác gì một bức tranh khiến người khác không thể rời mắt ấy vào thành, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng ta. Vó ngựa vừa vượt qua cổng thành, cô gái bỗng nhiên dừng lại cạnh bên anh em Diệp Huyên. Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người hắn, sau một hồi quan sát thì lộ ra vẻ kinh ngạc cảnh giới ẩn. Diệp Huyên khẽ biến sắc, cô gái này biết cảnh giới ẩn. Nhưng quan trọng nhất là nàng ta lại nhìn ra được cảnh giới của hắn đã bị ẩn giấu, điều mà nhóm người đại trưởng lão đến giờ vẫn không nhìn thấu vì nó đã được cô gái bí ẩn kia giấu đi. Cô gái kia vừa dứt lời thì vung thương lên, mũi thương chĩa thẳng vào Diệp Huyên, ngươi hẳn là người đã đưa đến thiên địa dị tượng, Diệp Lang. Có thể tu luyện đến cảnh giới ẩn, cơ sở lại vững vàng như vậy, quả thật không tệ, đủ tư cách để ta ra thương. Ta là An Lan Tú, đến nhận lấy một thương của ta đi. An Lan Tú. Có người kêu lên, trời ạ, nàng ta chính là thiên tài nghìn năm có một của Khương Quốc, An Lan Tú. Đúng là nàng ta rồi, An Lan Tú, người được quốc chủ Khương Quốc phong làm quốc sĩ. Một quốc sĩ chỉ mới 18 tuổi, ngay cả tiền triều cũng chưa từng có chứ đừng nói là Khương Quốc ta. Nghe nói nàng ta đang trên đường khiêu chiến tất cả những thiên tài trên Khương Quốc, đã đi qua 36 thành, chưa có một ai đỡ được một thương. Nghe nói lần này nàng ta đến đây vì Diệp Lang, nếu hắn ta được nàng ta khen ngợi như vậy thì nhà họ Diệp nổi danh là điều tất yếu. Chương 17, sao có thể sợ? An Lan Tú. Diệp Huyên cũng ngây người. Vì hắn từng nghe nói tới cái tên này, An Lan Tú này có thể nói là không ai không biết ở cả Khương Quốc, vì nàng ta thật sự rất có tiếng tăm. Thiên tài số 1 Khương Quốc. Chưa đến 18 tuổi đã đạt đến lăng không cảnh trên ngự khí cảnh, chẳng những thế còn là thương khách sao trẻ tuổi nhất Khương Quốc từ trước đến nay, đây còn chưa tính là gì, đáng sợ nhất là nàng ta còn lĩnh ngộ được thương ý. Sao thương ý, người sử dụng thương? Điều này mang ý nghĩa gì? Có nghĩa là sau này gần như 99% nàng ta sẽ là một đại tông sư thương đạo. Thiên tài thế này chưa từng xuất hiện trong lịch sử mấy trăm năm của Khương Quốc bao giờ trên BX. Hơn nữa, An Lan Tú còn có rất nhiều kỷ lục và truyền thuyết, ví dụ như nàng ta là học sinh đầu tiên của Khương Quốc được viện trưởng của Học viện Thương Mộc tự mình mời vào trường, nàng ta là quốc sĩ trẻ tuổi nhất Khương Quốc, nàng ta là người đạt đến lăng không cảnh nhanh nhất trong những người trẻ tuổi của Khương Quốc. Thiên tuyển nhân gì đó, thiên dị tượng gì đó, thật sự chẳng là gì trước mặt nàng ta cả. Diệp Huyên không ngờ đối phương lại đi đến thanh thành nhỏ bé này. Trên lưng ngựa, An Lan Tú chĩa trường thương trong tay về phía Diệp Huyên, trong mắt không có khinh thường, cũng không có sự kiêu ngạo coi trời bằng vung, rất bình tĩnh. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, lắc đầu, cô tìm nhầm người rồi. An Lan Tú cau mày lại, có ý gì? Diệp Huyên nói, ta không phải Diệp Lang dẫn tới thiên địa dị tượng, hắn ta ở nhà họ Diệp, cô có thể đi tìm hắn ta. An Lan Tú hơi nhíu mày, ngươi không phải Diệp Lang. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, Diệp Liên ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, tỷ tỷ, ca ca của ta cũng lợi hại lắm đó. Diệp Huyên cười xoa đầu Diệp Liên, cô bé nở nụ cười ngọt ngào, ôm chặt lấy cánh tay hắn. An Lan Tú quan sát Diệp Huyên, không ngờ ở thanh thành nho nhỏ này chẳng những xuất hiện một Diệp Lang có thể dẫn tới thiên dị tượng còn có người tu luyện cảnh giới ẩn như ngươi, thật sự khiến ta hơi bất ngờ. Diệp Huyên cười không nói gì. An Lan Tú nói, dù ngươi có phải Diệp Lang không thì ngươi cũng có tư cách đỡ thương của ta, có đỡ không? Diệp Huyên im lặng. Đỡ. Chắc chắn hắn sẽ nổi tiếng, dù hắn không quan tâm đến tên tuổi gì lắm, nhưng hắn biết tên tuổi này nhất định sẽ giúp được cho mình. Chỉ là một khi đỡ đòn, thực lực của mình cũng sẽ bị lộ. Bây giờ để lộ thực lực, có lẽ đám đại trưởng lão sẽ bất chấp tất cả tiêu diệt hắn. Thậm chí còn sẽ ra tay từ muội muội của hắn. Nhưng nếu không đỡ đòn thì không phù hợp với tính cách của hắn. Làm người, sao có thể sợ được? Nghĩ vậy, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía An Lan Tú, hai ngày sau, cô đấu với ta một trận, được chứ? Hai ngày. An Lan Tú hơi lắc đầu, đừng trách ta nói thẳng, ngươi không có tư cách khiến ta phải đợi hai ngày đâu. Nói xong,
Nàng ta chuẩn bị giục ngựa rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy một thanh kiếm gỗ từ một quầy hàng rong ở bên cạnh, hắn nhổ một sợi tóc của mình, sau đó vùng kiếm chém nhẹ qua một cái. Sợi tóc lặng lẽ đứt đôi. An Lan Tú dừng lại, nhìn về phía Diệp Huyên một lần nữa, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ ta lại xem không kỹ, ngươi chẳng những tu luyện được cảnh giới ẩn còn là một kiếm tu, còn trẻ thế đã là kiếm tu, rất hiếm có ở Khương quốc ta. Diệp Huyên nhìn thẳng vào An Lan Tú, hai ngày sau, cô và ta đấu một trận, được chứ? Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của An Lan Tú hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, người đàn ông trước mắt nói là đánh với nàng ta một trận, chứ không phải đỡ một thương của nàng ta. An Lan Tú quan sát Diệp Huyên lại lần nữa, sau đó nói, vậy ta đợi ngươi hai ngày. Bây giờ, ta muốn đi gặp Diệp Lang, ngươi biết nhà họ Diệp ở đâu chứ? Lúc này, Diệp Liên cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cũng là người nhà họ Diệp, tỷ đi về theo chúng ta này. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là thiếu gia của phủ nhà họ Diệp. Diệp Huyên gật đầu, xem là vậy đi. An Lan Tú gật nhẹ đầu, phủ nhà họ Diệp các ngươi cũng may mắn đấy, có thể xuất hiện cả hai thiên tài, xem ra cũng cách thế gia hạng hai không xa. Diệp Huyên chỉ cười chứ không nói gì. Cứ thế, hai huynh muội dẫn An Lan Tú về phủ nhà họ Diệp, An Lan Tú đến khiến cả nhà họ Diệp đều khiếp sợ, đại trưởng lão đích thân dẫn theo một đám trưởng lão ra đón. Đừng thấy bây giờ nhà họ Diệp ngông cuồng, coi trời bằng vung, An Lan Tú này đến từ đế đô, hơn nữa thế lực sau lưng dù là 100 nhà họ Diệp cũng không sánh bằng. Cho nên khi biết An Lan Tú đến đây để khiêu chiến Diệp Lang, mấy trưởng lão nhà họ Diệp đều mừng như điên. Ba người Diệp Huyên vừa đi tới cửa phủ, đám người đại trưởng lão đã đi ra nghênh đón, khi thấy hai huynh muội Diệp Huyên, đại trưởng lão lập tức nhíu mày, nhưng ông ta cũng không quan tâm đến hai huynh muội Diệp Huyên. Mà vội đi tới trước mặt An Lan Tú hơi cúi chào, An cô nương ghé chơi thật khiến nhà họ Diệp ta cảm thấy vinh hạnh, mời An cô nương vào trong ngồi. An Lan Tú hơi lắc đầu, không cần ngồi, Diệp Lang có đây không? Đại trưởng lão vội đáp, có. Dứt lời, ông ta nhìn về phía trưởng lão bên cạnh, mau đi gọi Diệp Lang ra đây. Trưởng lão lập tức xoay người đi. Lúc này, đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyên với sắc mặt lạnh lùng, ở nơi này làm mất mặt cái gì? Còn không mau cút vào. Nghe vậy, An Lan Tú lập tức hơi nhíu mày. Chương 18, bị khinh thường. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đại trưởng lão, liên quan gì đến ông? Bây giờ hắn và đại trưởng lão đã như nước với lửa, đương nhiên hắn sẽ không nể mặt ông ta. Đại trưởng lão lập tức xa sầm mặt, đang định nói chuyện, An Lan Tú ở bên cạnh chợt cất lời, đây là... Đại trưởng lão nhìn về phía An Lan Tú, vẻ mặt trở nên dịu dàng, An cô nương có điều không biết. Diệp Huyên này vốn dĩ là thế tử của phủ nhà họ Diệp ta, nhưng người này hung hăng bá đạo, thiên phú còn bình thường, hoàn toàn không thể gánh vác trọng trách của thế tử, vì thế nhà ta bãi bỏ danh hiệu thế tử của hắn, thật không ngờ tên này lại ghi hận trong lòng, oán hận bọn ta, muốn. Đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ông nói hắn hung hăng bá đạo, chuyện này ta không có ý kiến gì, nhưng ông nói thiên phú của hắn bình thường. Đại trưởng lão hơi ngây người, sau đó nói, đương nhiên. Cậu ta đã 18 mà vẫn còn ở bất thức cảnh cấp 5, thiên phú như vậy đương nhiên là vô cùng tệ rồi. Nét mặt An Lan Tú trở nên hơi kỳ lạ. Kiếm tu, cảnh giới ẩn. Thiên phú như thế mà còn tệ. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì, lúc này rõ ràng nàng ta cũng phát hiện hình như giữa phủ nhà họ Diệp và Diệp Huyên có gì đó sai sai. Lúc này, đại trưởng lão lại nói, chắc An cô nương không biết. Cậu ta không muốn để Diệp Lang làm thế tử, ngông cuồng giao hẹn sống chết một tháng với Diệp Lang, nói mới nhớ, còn hai hôm nữa sẽ đến ngày này rồi, nếu An cô nương rảnh rỗi thì ở lại Thanh Thành hai ngày, xin cô nương làm chứng. An Lan Tú nhìn thoáng qua đại trưởng lão, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên bên cạnh, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Đúng lúc này, Diệp Lang đi ra, bước tới trước mặt An Lan Tú, chắp tay với nàng ta, An cô nương. An Lan Tú nhìn Diệp Lang. Một lát sau, nàng ta cau mày lại. Thiên tuyển nhân. Thiên tuyển nhân là chỉ những người tu luyện đến trình độ nhất định, tuổi thọ sắp hết, sau đó chuyển kiếp tu luyện lại. Mà người như thế, luôn bị những thiên tài thật sự coi thường. Chỉ có kẻ vô dụng mới chuyển kiếp tu luyện lại, sống chui nhủi trên đời. Sở dĩ nàng ta đến Thanh Thành này không phải vì Diệp Lang là thiên tuyển nhân, mà là nơi này có người dẫn đến thiên địa dị tượng. Có thể dẫn đến thiên địa dị tưởng mới khiến nàng ta hơi hứng thú.
mà bây giờ lúc nhìn thấy Diệp Lang, nàng ta có hơi thất vọng. Diệp Lang che giấu đi cảnh giới của mình, nhưng cảnh giới không vững, thật sự mỏng manh như bọt biển, dù cũng rất ghê gớm, nhưng thật sự không thể lọt vào mắt nàng ta. So sánh với hắn ta, nàng ta xem trọng Diệp Huyên hơn, nền tảng không thua kém nàng ta là bao, tu luyện ra cảnh giới ẩn, còn là một kiếm tu. Nghĩ đến đây, An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hai ngày sau, ta đến tìm ngươi. Nói xong, nàng ta nhảy lên ngựa muốn đi. Thấy cảnh này, tất cả người nhà họ Diệp đều ngây người. Có chuyện gì thế? Kể cả Diệp Lang cũng ngơ ngác. Cứ thế mà đi. Đúng lúc này, đại trưởng lão lấy lại tinh thần, vội vã đi tới phía sau An Lan Tú, cúi người, An cô nương, cô không tỉ thí với Diệp Lang nhà ta sao? An Lan Tú ngồi trên lưng ngựa không thèm quay đầu lại, hắn không có tư cách. Nói xong, nàng ta dục ngựa biến mất trong tầm mắt của người nhà họ Diệp. Sau lưng An Lan Tú, người của phủ nhà họ Diệp đều ngơ ngác, sắc mặt của Diệp Lang cũng cực kỳ khó coi, giống ăn phải phân. Bị khinh thường. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị khinh thường từ khi nổi tiếng đến nay. Không thể nhịn được. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Lang đột nhiên xông ra ngoài, đại trưởng lão biến sắc, muốn ngăn cản cũng không kịp, mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên dừng lại, một giây sau, nàng ta vung trường thương trong tay về phía Diệp Lang. Một áp lực vô hình đè lên người Diệp Lang. Sắc mặt Diệp Lang hoàn toàn thay đổi, đây là thương ý. Thương ý. Diệp Lang nhìn An Lan Tú bằng ánh mắt sợ hãi, trong mắt đầy vẻ khó tin, còn trẻ như thế đã lĩnh ngộ thương ý rồi ư. Thấy Diệp Lang đứng yên, An Lan Tú thu trường thương về, nếu ngươi không dừng lại, chắc ta sẽ coi trọng ngươi được một chút, đáng tiếc ngươi dừng lại rồi, chẳng trách phải chuyển kiếp tu luyện lại, đúng là không phải tệ bình thường. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua phủ nhà họ Diệp và hai huynh muội Diệp Huyên bị coi thường ở một bên, hơi lắc đầu, cấp cao của phủ nhà họ Diệp đúng là một đám não heo. Nói xong, nàng ta dục ngựa bỏ đi. Diệp Lang siết chặt hai tay, sắc mặt rất khó coi. Còn Diệp Huyền dẫn Diệp Liên về trạch viện của mình, không hề quan tâm chuyện của Diệp Lang và đám người đại trưởng lão, bây giờ hắn chỉ muốn cố gắng tu luyện, ở bên muội muội, sau đó đợi tỷ thí hai ngày sau, rồi dẫn muội muội đến đế đô. Ca, tỷ tỷ khi nãy thật xinh đẹp. Ngồi trong phòng, Diệp Liên đột nhiên nói. Diệp Huyên nhìn cô bé, cười bảo, sau này chắc chắn muội muội của ta cũng rất đẹp. Lời này thật sự không phải nói dối, trông Diệp Huyên hắn cũng không tệ. Muội muội cũng đã xinh đẹp từ bé, sau khi lớn lên chắc chắn là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Liên nở nụ cười ngọt ngào, thầm thấy vui vẻ. Sau khi Diệp Liên ngủ, Diệp Huyên đi vào tháp giới ngục. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiền bối, cô gái khi nãy nhìn ra cảnh giới ẩn của ta. Không phải tiền bối nói trước đây chưa từng có ai tu luyện cảnh giới ẩn này sao? Xung quanh im lặng một lát. Cô gái bí ẩn cất lời, cảnh giới ẩn của ngươi khác với người khác. Diệp Huyên hơi ngây người, sau đó vội hỏi, khác ở đâu? Cô gái trả lời, cảnh giới ẩn người khác tu luyện rất dễ, nhưng của ngươi sẽ rất đau đớn. Diệp Huyên vô cùng khó hiểu, vì sao vậy? Nàng ta đáp, vì cái bọn họ tu luyện là cảnh giới, còn ngươi tu luyện gân cốt, ngũ tạng và toàn thân, có hiểu chưa? Diệp Huyên. Chương 19, Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên tuy không hiểu lời giải thích của cô gái bí ẩn cho lắm nhưng quyết định không cần rối rắm thêm nữa, dù sao không làm hại gì đến hắn là được. Như nghĩ đến gì đó, hắn hỏi tiền bối, người cũng gặp được cô gái kia rồi, thấy nàng ta thế nào? Nàng ta ở đây hiển nhiên đang nói đến An Lan Tú. Cô gái bí ẩn nhàn nhạt đáp, thế này đi, hai anh em ngươi không hề thua kém nàng ta, nhất là em gái ngươi, con bé còn hơn cả cô ta. Em ta... Diệp Huyên ngạc nhiên, tiền bối có ý gì? Nàng ta đáp, tạm thời ngươi đừng quan tâm, bây giờ ngươi đã nắm được kiếm thuật cơ bản, có thể thử tu luyện một vài kiếm kỹ rồi. Diệp Huyên nghe vậy thì vội hỏi, kiếm kỹ gì? Kiếm kỹ, những đồ vật hiếm hoi vô cùng. Ngay cả nhà họ Diệp bao nhiêu năm qua tích trữ nhiều của cải như vậy mà chỉ có khoảng 10 loại võ kỹ, mà tất cả đều là cấp thấp. Võ kỹ được chia thành các cấp bậc như thiên, địa, linh, huyền, nhân. Võ kỹ có cấp bậc cao nhất mà nhà họ Diệp sở hữu là hạ phẩm bậc nhân, chỉ có tộc trưởng mới được quyền tu luyện. Trong toàn bộ Thanh Thành, võ kỹ tốt nhất là hạ phẩm bậc linh thuộc về phủ thành chủ. Có thể nói võ kỹ là thứ còn quý giá hơn cả đan dược, mà kiếm kỹ thì lại càng hiếm hoi hơn,
e rằng toàn bộ Thanh Thành cũng không có. Cô gái bí ẩn mở lời, ta có hai loại kiếm kỹ cho ngươi lựa chọn. Loại thứ nhất là kiếm kỹ tương đối tốt, sát thương rất lớn nhưng tu luyện đến tầng nhất định là cực hạn. Loại còn lại là dạng tiến hóa, không có cấp bậc, không có giới hạn, ngươi càng mạnh thì nó càng mạnh, có thể bầu bạn với ngươi cả đời. Nhưng kiếm kỹ này có một điểm yếu chết người, đó là nếu như sát niệm và lòng tin vào kiếm đạo của ngươi không đủ mạnh thì nó sẽ càng lúc càng yếu đi. Ngược lại, hai thứ đó của ngươi càng mạnh thì nó sẽ càng mạnh lên, không có giới hạn. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, ta có thể luyện cả hai không? Cô gái đáp không, tham quá nuốt không hết, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Về sau ngươi có thể tu luyện những loại kiếm kỹ khác, nhưng bây giờ tốt nhất chỉ luyện một mà thôi. Bởi vì kiến thức và hiểu biết của ngươi về kiếm đạo không sâu, học thêm nữa cũng không tiêu nổi. Mỗi một loại kiếm kỹ đặc biệt là loại ta truyền cho ngươi cũng không phải chỉ là kiếm kỹ, mà chính là một loại thái độ, một loại nhân sinh, một loại ý tưởng về kiếm đạo, ngươi hiểu chứ? Diệp Huyên nhìn bốn phía một lượt, hỏi tiền bối cũng là kiếm tu. Nhận được một câu trả lời lạnh nhạt, ngươi hỏi nhiều quá. Diệp Huyên, nàng ta thúc giục, ngươi chọn đi, chọn loại nào? Diệp Huyên cười khổ, tất nhiên là loại thứ hai. Cô gái bình phẩm, ngươi có lòng tham, nhưng hãy nhớ kỹ, lòng tham phải đi liền với sức mạnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta biết. Nàng ta tiếp lời, kiếm kỹ này có tên nhất kiếm định sinh tử, tinh túy của nó nằm ở chỗ một khi xuất kiếm ắt sẽ quyết định sống chết của ngươi. Phương thức tu luyện kiếm kỹ này cũng khác những loại khác, nó là niềm tin vào kiếm đạo. Vì vậy ngươi có thể tu luyện thành công hay không đều phải dựa vào vận may. Theo từng lời từng chữ của nàng ta, động tác thi triển một loại kiếm kỹ xuất hiện trong đầu Diệp Huyên. Hắn vội vàng cầm kiếm linh tiêu lên làm theo từng động tác, nhưng sau đó kinh hãi phát hiện chúng không hề có hiệu quả gì, thậm chí còn khiến lồng ngực hắn trở nên nghẹn ứ, khó chịu vô cùng. Diệp Huyên ngơ ngác nhìn bốn phía, tiền bối, đây là... Cô gái bí ẩn lên tiếng, phương pháp tu luyện kiếm kỹ này chia làm 6 giai đoạn, hiện giờ ngươi còn chưa mở khóa được giai đoạn thứ nhất, tất nhiên sẽ không thi triển được. Còn khi nào ngươi có thể thì phải xem bản thân ngươi. Diệp Huyên lộ ra vẻ quái đản, kiếm kỹ kiểu quái gì mà còn cần phải mở khóa vậy. Đột nhiên, cô gái lại nói, kiếm tu không xuất kiếm thì thôi, một khi đã xuất ắt sẽ quyết định sống chết của kẻ địch. Nền tảng của kiếm kỹ này nằm ở sát niệm và lòng tin vào kiếm đạo, ngươi cũng đừng nên quyết liệt theo đuổi, cơ duyên đến tự nhiên sẽ thành công thôi. Diệp Huyên cười khổ, trước mắt hắn chỉ có thể làm vậy. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyên không hề ngơi nghỉ mà điên cuồng so chiêu cùng cái bóng kia. Tốc độ, sức mạnh và khả năng phản ứng của hắn đều được nâng cao rất nhiều lần. Hắn vốn đã thân kinh bách chiến, hiện giờ không chỉ tu luyện được cảnh giới ẩn mà còn trở thành kiếm khách. Sức mạnh của hắn so với ngày xưa không khác gì một trời một vực, tuy chỉ mới đến khí biến cảnh cấp 6 nhưng ngự khí cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Thời gian trước mắt đã qua, ngày hẹn tỷ võ sinh tử giữa Diệp Huyên và Diệp Lang đã đến. Dưới sự tác động của Diệp Lang và sự lan truyền của một số đệ tử trong tộc, toàn bộ Thanh Thành gần như đều biết đến sự kiện này. Diệp Huyên. Người dân Thanh Thành cũng không xa lạ gì với cái tên này. Trước kia, Diệp Huyên là người đã cứu nhà họ Diệp khỏi tình thế bất lợi ở nơi đây, trở thành công thần lớn nhất trong gia tộc, nhưng đáng tiếc bây giờ họ lại có Diệp Lang. Hoàng gia không kể thân tình, thế gia cũng vậy, thậm chí còn tàn khốc hơn. Ai mạnh thì được gia tộc chọn, mà chuyện tối kỵ trong tộc chính là để một núi có hai hổ, dù sao thì chức vị tộc trưởng chỉ có một mà thôi. Nói đơn giản hơn, nhà họ Diệp sẽ lựa chọn giữa Diệp Huyên và Diệp Lang, mà họ chọn ai thì đến thằng đần cũng biết. Đối với trận quyết chiến sinh tử này, nhà họ Diệp không chỉ mời các đại thế gia khác trong Thanh Thành đến xem mà còn rời địa điểm tỷ thí đến bên ngoài phủ, cho xây dựng một đài tỷ võ rộng mười mấy trượng. Một vài người đã nhìn thấu ý đồ của nhà họ Diệp. Hiện giờ Diệp Lang đang trên đà nổi danh, gia tộc muốn nhóm một mồi lửa, đưa uy danh của hắn ta lên thêm một bậc, tất nhiên cũng có ý dương oai trong đó. Diệp Lang rất ít khi lộ mặt, lần này xuất hiện chính là để thị uy. Sự sắp xếp của nhà họ Diệp rất được lòng nhiều người trong Thanh Thành. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng xem thiên tuyển nhân rốt cuộc là ưu nghiệt phương nào, vì vậy gần như toàn bộ người dân trong thành đều đổ xô đến bên ngoài phủ nhà họ Diệp. Cảnh tượng lúc này có thể nói là chật như nêm cối, biển người đông nghịt, nhốn nháo tưng bừng. Chương 20, sống, cô bé sẽ sống cùng anh chết, cô bé cũng sẽ chết cùng anh.
phủ nhà họ Diệp. Toàn bộ trưởng lão trong tộc và Diệp Lang đều đang có mặt ở từ đường. Diệp Lang mặc trường bào đen tuyền thêu chỉ vàng có thể ngăn cản đao kiếm bên trong, ngoài ra còn đeo một khối ngọc bài màu xanh bên hông. Ngọc bài này không phải vật thường mà được làm từ một loại ngọc tên ngưng thần, có tác dụng giúp tỉnh táo tập trung, việc vô cùng quan trọng vào những thời khắc mấu chốt. Hơn nữa trong ngọc ngưng thần còn chứa đựng lượng linh khí tinh khiết. Diệp Lang hiện giờ đã đến ngự khí cảnh, có thể ngự khí, thêm ngọc bài này chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Có thể nói nhà họ Diệp đã đầu tư rất nhiều cho Diệp Lang, cả gia tộc đều cho rằng việc này là đáng giá. Đại trưởng lão cung kính bái lạy bài vị tổ tiên, trời xanh thương xót, tổ tiên phù hộ, nhà họ Diệp ta đã cho ra đời một thiên tuyển nhân, từ hôm nay sẽ đưa gia tộc về lại cảnh huy hoàng năm ấy. Ông ta vừa dứt lời, những người còn lại lập tức khom lưng vái. Đoạn, đại trưởng lão nhìn Diệp Lang, hôm nay là lần đầu tiên ra mắt của cháu, không cần phải nương tay với Diệp Huyên. Những trưởng lão khác gật gù đồng ý, kẻ khó xơi như Diệp Huyên thì cứ nhổ tận gốc là tốt nhất. Diệp Lang mỉm cười, tất nhiên rồi. Đại trưởng lão gật đầu, ta đã nhận được tin tức, gần đây có người từ Viêm Thành và La Thành đến Thanh Thành, có lẽ chính là người do những thế lực ở nơi đó phái đến. Trận tỉ thí giữa cháu và Diệp Huyên chính là cơ hội, sau khi cháu giết hắn, những thế lực kia chắc chắn sẽ lôi kéo gia tộc ta, cũng có thể lan truyền tên tuổi của cháu. Có sự hỗ trợ của họ, cháu sẽ hấp dẫn được sự chú ý của các vị trên núi, thậm chí là của Học viện Thương Mộc. Diệp Lang khẽ gật, cháu biết. Đại trưởng lão đi đến trước mặt cháu trai, vỗ nhẹ vào vai hắn ta, thiên tuyển nhân sở hữu trí nhớ của kiếp trước. Mặc kệ kiếp trước cháu là ai, dòng máu chảy trong huyết quản cháu kiếp này là của nhà họ Diệp, cháu không phản đối điều này chứ. Dĩ nhiên, linh hồn và máu thịt của cháu đều mang họ Diệp, gương mặt Diệp Lang tuy đang cười nhưng khóe môi lại vẽ ra một nét giễu cợt. Đối với hắn ta, Diệp Huyên là hòn đá kê chân, nhà họ Diệp cũng chỉ là bàn đạp mà thôi. Đại trưởng lão hài lòng, vậy là tốt, đi đi. Dưới sự hướng dẫn của các trưởng lão, Diệp Lang bước ra khỏi phủ, đi đến đài tỷ võ vừa được dựng lên kia. Hắn ta vừa xuất hiện, đám đông xung quanh lập tức sôi trào. Thiên tài yêu nghiệt. Một thiên tài yêu nghiệt đến mức có thể đưa đến thiên địa dị tượng, một sự tồn tại Thanh Thành trước giờ chưa từng có. Diệp Lang đảo mắt nhìn những người đứng dưới võ đài, môi cong cong. Kiếp trước, hắn ta cũng từng đứng xen lẫn trong họ kiếp này, trời cao đối đãi hắn ta không tệ, để hắn ta dẫn đến thiên địa dị tượng. Kiếp này, hắn ta chính là viên ngọc sáng nhất thanh thương giới, chắc chắn sẽ chiếm một vị trí trong bảng yêu nghiệt kia. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Diệp Lang càng nở rộng hơn, bỗng nhiên quay về phía phủ nhà họ Diệp hô to, Diệp Huyên. Ra đây chịu chết đi. Rền vang như sấm, vang vọng chân trời. Diệp Huyên. Đám đông cũng rối rít đưa mắt nhìn vào phủ nhà họ Diệp. Diệp Huyên đâu rồi? Hắn vẫn chưa bước ra. Chẳng lẽ hắn sợ? Không thể nào, hắn có biệt hiệu Diệp Ác Nhân đấy, không giống như loại người tham sống sợ chết. Diệp Ác Nhân, hừ, nhìn lại xem đối thủ lần này của hắn là ai? Là thiên tuyển nhân đưa đến thiên địa dị tượng đấy. Đừng nói nữa, cứ quan sát tiếp xem, nhà họ Diệp sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Trên lầu quan sát cách đó không xa, đại trưởng lão nhíu mày nhìn về phía phủ, đi xem hắn đang giở trò quỷ gì. Diệp Khổ gật đầu, xoay người rời đi. Phủ nhà họ Diệp. Trong căn phòng nhỏ, Diệp Huyên một tay bưng chén thuốc, một tay tỉ mẩn bón từng muỗng cho Diệp Liên. Hắn đã ở đây từ một giờ trước. Đại ca, hôm nay là ngày tỉ võ sinh tử giữa huynh và Diệp Lang, Diệp Liên khẽ khàng. Diệp Huyên mỉm cười, muội đừng lo. Há miệng uống thuốc nào, ngoan. Một hồi sau, hắn đứng dậy, đại ca ra ngoài một chuyến đây. Diệp Liên ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Huyên cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em gái rồi xoay người rời đi. Vào giây phút chân hắn sắp bước qua bậc cửa, giọng nói của Diệp Liên vang lên, huynh sẽ trở về đúng không? Nhất định. Diệp Huyên gật đầu chắc nịch rồi đẩy cửa ra ngoài. Diệp Liên ngồi trên giường, chậm rãi khép mắt lại. Đôi tay lần mò dưới tấm trải, chạm vào một chiếc kéo. Rất lâu trước đây, cô bé đã từng định tự sát vì không muốn làm liên lụy đến anh trai, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Huyên, cô bé lại không muốn chết nữa. Không phải Diệp Liên sợ chết, cô bé chỉ sợ mình chết rồi, anh trai sẽ chỉ còn lại một mình. Diệp Liên lấy chiếc kéo kia ra, siết chặt trong tay. Nếu Diệp Huyên không còn,
Cô bé cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Sống, cô bé sẽ sống cùng anh trai chết, cô bé cũng sẽ chết cùng anh trai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.